chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên đã đến tham dự buổi hội thảo giáo dục nâng cao nhận thức và thiểu rác thải nhựa của dự án Plastic Action ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Plastic Action là một dự án ý nghĩa và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa đối với thế hệ trẻ là học sinh, sinh viên. Khoa Quốc tế Đại học Huế HUX vinh dự được hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để đưa Plastic Action về Huế, lan rộng tinh thần sống xanh và góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương. Đây cũng là chuỗi hoạt động đặc biệt của ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên, là ngành mới đào tạo của Khoa Quốc tế Đại học Huế vào năm 2022. Hội thảo giáo dục nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa sáng hôm nay là sự kiện đầu tiên của dự án Plastic Action tổ chức tại Huế và được đồng tổ chức bởi Khoa Quốc tế Đại học Huế và Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế, Huế IDS. Nằm trong chuỗi sự kiện tiếp theo của dự án Plastic Action tại Huế sẽ là hội thảo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, thiết kế khảo sát, cách thực hiện khảo sát tại cộng đồng vào tháng 6. Và tiếp theo đó, các bạn sẽ được vận dụng những gì đã học ở hội thảo thứ hai tham gia Hackathon, cuộc thi tìm kiếm các giải pháp nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa ở Huế thông qua các hoạt động dựa vào cộng đồng. Và đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu và khách quý. Đầu tiên, xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISAT. Xin trân trọng được giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Lê Vũ Quân, Cố vấn cao cấp, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISAT, thành viên Ban Cố vấn Khoa Quốc tế Đại học Huế. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế, Huế IDS, cũng là đơn vị đồng tổ chức chuỗi sự kiện của dự án Plastic Action tại Huế cùng Khoa Quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu cô Hứa Gia Lệ, đến từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Khoa trưởng Khoa Quốc tế Đại học Huế. Và tiếp theo sau đây, tôi xin phép được giới thiệu các diễn giả chính cho buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, đến từ Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế. Xin trân trọng được giới thiệu ông Bùi Lê Thanh Khiết, trưởng nhóm Kinh tế Tuần hoàn Rác thải nhựa, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISAT. Xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Trương, Giám đốc công ty Eco Village Huế, đồng thời là Giám đốc công ty Century Media. Và đặc biệt xin vui mừng chào đón hơn 100 sinh viên Đại học Huế đến từ câu lạc bộ sinh viên năm tốt, cũng như toàn thể cán bộ giảng viên sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Huế đã đến tham dự buổi hội thảo ngày đầu tiên của Plastic Action ngày hôm nay. Mở đầu cho buổi hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISAT sẽ tiến về phía sân khấu để bắt biệt chào mừng đón quý vị đại biểu và các bạn sinh viên. Xin kính mời thầy. Sự ra là được quay ở Huế trong một cái ngày cuối tuần, trong một cái không gian của một trường đại học. Thế này tôi cũng cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Tại vì thực sự ra chúng ta Huế cái đây cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 10 năm. Lúc đấy thì thấy Huế cũng có nhìn nó một cái gì nó cổ kính, nhưng mà hôm nay quay lại thì thấy có một cái gì đó nó rất là hiện đại. Đặc biệt là hôm nay lại có rất nhiều các bạn sinh viên. Thì cũng thấy rất là vui. Thì anh đã được phát biểu khai mạc này cũng vinh hạnh của cá nhân tôi. Thì trong cái không khí này thì tôi cũng nói thêm một chút xíu về vấn đề về rác thải nhựa.
thì chúng ta cũng biết vấn đề đó, thì ở đây là đang là một trong những cái vấn đề có tính chất gọi là rất là nóng bỏng của toàn cầu. Đó cũng không phải ngẫu nhiên mà đại sứ quán Mỹ tài trợ cho cái nghiên cứu này của dự đặt này thông qua USAID, tổ chức cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ để tài trợ cho những nghiên cứu này. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta với thành viên cũng đã một cái vấn đề rất là lớn và đã nằm trong gọi là những chương trình cấp quốc gia do Thủ tướng phê duyệt về kinh tế tuần hoàn A về rác thải nhựa, quản lý dẫn là giảm thiểu rác thải nhựa. Thì chúng hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan của chính phủ, đặc biệt là từ Bộ Tài nguyên Môi trường và cùng với các nhà khoa học rồi doanh nghiệp, cũng các doanh nghiệp cũng tham gia trong cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa này. Thì xuất phát từ trong quá trình đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là rác thải nhựa nó đang là một vấn đề rất là bức xúc và đã được rất nhiều bên cùng quan tâm, cùng tham gia. Thì cái dự án này thì được giáo sư Lê Vũ Quân là người khởi xướng và chủ nhiệm dự án cùng với các chuyên gia hiện nay đang công tác tại Canada, Việt Nam, đang có bằng khiết và phối hợp với các đơn vị, các trường đại học, đặc biệt là trường đại học Huế, đại học Đà Nẵng, chương trình này đại học UK Đà Nẵng, viện Anh và Đà Nẵng. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái hội thảo ở Đà Nẵng được tháng 4 vừa rồi. Thì tháng 3 chương trình thì cái chương trình hội thảo đó, đây cũng là một cái chương trình hội thảo tiếp theo của cái dự án này. Thì đặc biệt trong cái khung khổ dự án này thì chúng tôi cũng rất là thích thú, đó là chúng tôi có được một cái sự tham gia từ phía các bạn sinh viên. Chúng ta nghĩ mặc dù đó là cái vấn đề kinh tế tuần hoàn là một vấn đề về rác thải nhựa là vấn đề toàn cầu, chúng ta nhìn nó rất là có thể là rất là rộng, rất là lớn, nhưng mà nó cũng phải xuất phát từ những công việc, những cái rất là có thể là nhỏ, có thể ai cũng chúng ta về cũng có thể làm được, và đòi hỏi những cái giải pháp nó không phải chỉ là những giải pháp về công nghệ, những giải pháp mà chúng ta có thể là phải làm phòng thí nghiệm, chúng ta phải nghiên cứu những chi thêm rất là trong về kỹ thuật nhiều, nhưng mà nó cũng có đòi hỏi những cái giải pháp mà nó có tính sáng tạo từ trong cộng đồng, từ trong các cái đặc biệt là từ các bạn trẻ, nên là chúng tôi cũng hy vọng đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn sinh viên chúng ta cùng tham gia. Chúng ta đã có những cái logo rất là đẹp, và sau này chúng ta cũng sẽ có những cái ý tưởng mới xuất phát từ những cái hoạt động rất là thực tiễn từ trong trường đại học, hoặc là từ những cái hoạt động mà các bạn sẽ thấy trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ chúng ta sẽ, này chúng tôi cũng rất là vui là chúng ta không có dùng một cái chai nhựa nào ở đây cả. Tôi đi rất nhiều những cái hội thảo thì thấy lúc nào cũng chai nhựa rất nhiều. Đây cũng sẽ đây ngoài tổ chức. Hy vọng là cũng có nước ở bên ngoài để các bạn có thể uống được. Tại vì cũng không có bàn để các bạn có thể có cái nước. Ngoài ra thì như tôi thì lúc nào cũng có một cái bình nhựa mang theo, bình nước mang theo để chúng ta uống. Tất nhiên chúng ta vẫn phải uống đủ. Không có, nhưng tôi mình cố gắng ít nhất ngày 2 lít, ví dụ như vậy. Thì cũng không muốn làm mất thời gian nhiều quý vị, thì tôi cũng xin phép chia sẻ ngắn gọn như vậy. Thì nhân đây thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn, đặc biệt là giáo sư Lê Vũ Quân, người khởi xướng chủ dưỡng dự án này. Xin cảm ơn tổng giám sư Mỹ, đại sứ Mỹ thông qua quỹ hợp tác phát triển Hoa Kỳ và để thành trợ nghiên cứu này, và một số là cảm ơn sự đồng chủ trì, đồng tổ chức của khoa quốc tế Đại học Huế, của Viện Nghiên cứu Phát triển, và đặc biệt là quan tâm rất là cảm ơn với sự tham gia của các vị diễn giả ngày hôm nay, cũng như là toàn thể quý thầy cô, quý sinh viên. Thì tôi cũng nhân dịp này để kính chúc toàn thể quý vị chúng ta luôn mạnh khỏe, bình an, những chúc một cái buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp, cũng như là khởi động cho một cái dự án mới, những cái không phải chỉ dự án này mà những hợp tác sau trong tương lai của tất cả chúng ta ở đây, và có thể một số quý vị online chúng ta. Và tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ đến từ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân. Và quý vị và các bạn thân mến, hội thảo giáo dục nâng cao nhận thức giảm thiểu rác thải nhựa sẽ không thể nào diễn ra được nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế về IDS. Chúng tôi xin được kính mời tiến sĩ Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế cùng tiến về phía sân khấu để có thể phát biểu chào mừng. Xin kính mời thầy. Hello.
Vâng, chào kính thưa giáo sư, Lê Vũ Quân, phó giáo sư Nguyễn Hồng Quân, phó giáo sư Trần Minh, với cô Hứa Gia Lê đại diện USN đại sứ quán Mỹ, cũng như các diễn giả và đặc biệt là các bạn sinh viên có mặt tại hội trường hôm nay. Thì thay mặt cho Viện Thủ tục kiện tỉnh Thừa Thiên Huế thì tôi cũng rất là đồng ý cái ý kiến của thầy Quân là hết sức là vui khi đứng ở đây. Thực ra nếu ở đây quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, có thể sẽ bị thông tin ít. Tuy nhiên các bạn sinh viên ở đây cũng như mọi người ở đây phải biết là Huế là từ năm 2019 là tỉnh Thừa Thiên Huế đã hết sức quyết liệt trong vấn đề câu chuyện môi trường. Tuy nhiên trước đó là đã rất cố gắng. Tuy nhiên là năm 2019 là khi chúng tôi khởi động được chương trình là Chủ nhật xanh và cái chiến lược là làm cho Huế thêm xanh sạch sáng, cũng nghĩa là cái chiến lược chương trình xanh sạch sáng ấy, và quyết liệt từ 2019 đến nay để mà cải thiện cả môi trường tất cả mọi thứ chứ không phải là rác, là đó một cái chiến lược rất lớn. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng làm rất nhiều cái chương trình và những cái chương trình đó đều đồng một cái quan điểm là đều quay về một điểm là nâng cao cái môi trường, cái cuộc sống của người dân, cái đó thì rất là quan trọng. Và cái câu chuyện rác hôm nay thì nó là cũng là một cái câu chuyện mà để hưởng đến việc đó. Và cách đây cũng khoảng 3 tháng thì WWF thì cũng đã vừa ký với thành phố Huế một trong 7 cái thành phố để mà giảm rác thải nhựa và cam kết đến 2024 là giảm khoảng 30% rác thải nhựa. Thì như quý vị cũng biết, ví dụ với một cái thành phố Huế nó nhỏ thôi, ở trong cái loại 70 km2 này khi chưa mở rộng ấy, và bây giờ mở rộng khoảng 256 km2, thì trước đây khi mà 70 km2 không là một ngày, thì trung bình ấy, nó rơi vào khoảng 6-5 tấn rác. Để tất nhiên là so với những nơi khác thì nhỏ, nhưng mà quý vị thấy được, và đó là trước kể những cái vùng nông thôn là kỷ lục cực kỳ lớn, và những cái câu chuyện đó đều là những cái mà chính quyền hết sức quan tâm. Và một cái điều rất là vui thì những cái việc này là dần không những lan tỏa vào cái việc là chính quyền là bắt buộc là các cơ quan chức năng, các đơn vị phải thực hiện. Và cái việc này là quan trọng trong thời gian qua là đã lan tỏa đến cộng đồng người dân và đặc biệt là giới các bạn trẻ, học sinh sinh viên. Và chúng tôi cho rằng là cái chương trình mà làm sao đưa được những cái chương trình mà nhận thức của các bạn sinh viên, các bạn học sinh ấy, cho việc vấn đề liên quan đến giảm rác thải nhựa là một cái việc cực kỳ ý nghĩa, và đó là một trong những cái mà chúng tôi hết sức là quan tâm và rất là mong muốn đồng hành cùng với chương trình, bởi vì cái này là cái nền tảng quan trọng cho cái tương lai, bởi vì cuối cùng là các bạn trẻ là những người mà sau này là chủ doanh nghiệp, sau này là người quản lý, sau này những người rất quan trọng, và khi các bạn ở trong môi trường này được hiểu rất rõ, nhận thức đầy đủ, và sau đó các bạn là những người quyết định có những việc sắp đến. Và hiện tại chúng tôi thực sự quá vất vả trong việc đi kiếm cần doanh nghiệp để làm cái giảm phát. Vừa rồi thì chúng tôi có một cái chương trình của Kinh tế Tân Hoàng. Chúng tôi được hỗ trợ bởi UNDP với tỉnh và Viện Nghiên cứu Phát triển là người chủ trì. Và chúng tôi cũng rất là mất rất nhiều thời gian với cùng cả cái bên liên quan để trao đổi cái việc doanh nghiệp giảm nhựa. Ví dụ như doanh nghiệp bán cả cái chai dầu gội chẳng hạn, thì sau đó refill là như nào để sử dụng thì tái chế chẳng hạn, là cũng rất ít doanh nghiệp quan tâm. Có nghĩa là phải rất là thuyết phục giám đốc, thuyết phục rất nhiều thứ. Nhưng mà giả sử giám đốc của công ty đó là một người trong ở 100 người ngồi đây, thì hy vọng là vừa các bạn hiểu rồi là các bạn rất là tự giác và các bạn sẵn sàng cho việc đó. Và cái đó chúng tôi rất là mong muốn thì chương trình đáng tỏa là để như vậy. Và chúng tôi cũng trao đổi với cô Khánh Linh sắp đến cả cái chương trình, sắp đến không những đáng tỏa cho sinh viên mà lan tỏa đến cả học sinh, những cái các bạn cấp 2, cấp 3 bắt đầu có cả nhận thức của xã hội. Và đó là cái điều mà chúng tôi rất quan tâm và cũng rất là cảm ơn bên phía đại sứ quán Mỹ cũng như là Viện ICF, rồi hai giáo sư Quân và phó giáo sư Hồng Quân thì cũng rất quan tâm kể ở Huế. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố khá quan trọng cho cái việc mà tương lai ấy, thì chúng tôi đang xây dựng Huế cũng đang trao đổi luôn là Huế cũng đang rất tích cực, đang mong muốn là một trong những thành phố mà đang áp dụng khá mạnh mẽ kinh tế tuần hoàn.
và bắt đầu từ hai câu chuyện là câu chuyện rác và câu chuyện nông nghiệp tuần hoàn. Thì hai câu chuyện đó là Huế đang có rất nhiều tiềm lực và cách đây cũng có 2-3 tuần thôi thì An Trang và tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có vừa có một cái phiên họp cấp cao 22 vào 23 tháng 4 vừa rồi, 22 tháng 4 vừa rồi các bạn. Thì để làm gì cũng hướng đến trong bốn cái trụ cột là môi trường, năng lượng, nông nghiệp và du lịch, là bốn cái trụ cột để phát triển xanh và thay đổi được kinh tế tuần hoàn. Và đó là cái mà chúng tôi cũng rất mong chia sẻ một số thông tin như vậy và hy vọng là cái chương trình này nó được lan tỏa và nó có cái thực sự hiệu quả đến với cái cộng đồng và với nhận thức. Và sau nhận thức thì chúng ta có những chương trình rất cụ thể, các cái chương trình hành động để chúng ta có thể triển khai hướng đến để phát triển xanh và bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như cho Việt Nam, là chúng ta đang mong muốn là cố gắng để cam kết theo hướng của COP 26 là phát thải, giảm phát thải và net zero vào 2050. Tuy nhiên con số này và những cái cam kết này cũng không phải là đơn giản, nhưng đó là một cái cực kỳ cố gắng và cực kỳ cam kết của từ chính phủ và đến địa phương. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc chương trình hòa thành công. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực đến từ tiến sĩ Cung Trọng Cường. Và ngay bây giờ tiếp nối chương trình, xin trân trọng được kính mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Linh, khoa trưởng khoa quốc tế Đại học Huế, đơn vị triển khai của Plastic Action tại Huế sẽ có đưa lời phát biểu. Xin kính mời cô. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Lê Vũ Quân, trưởng ban thành viên của ban cố vấn của khoa quốc tế Đại học Huế, kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, viện trưởng viện ASEP, kính thưa tiến sĩ Công Đồng Cương, viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, kính thưa quý vị đại biểu cùng các diễn giả tham gia vào cái hội thảo ngày hôm nay, cũng rất là vui mừng hôm nay hội thảo đã có cái sự tham dự của các bạn sinh viên câu lạc bộ năm tốt cùng sinh viên của khoa quốc tế. Phải nói rằng khoa quốc tế hôm nay cũng có cơ hội để mang cái dự án Plastic Action này về đến Huế để triển khai. Thì xin đầu tiên cũng dành cái lời cảm ơn dành cho thầy Lê Quân, thành viên của ban cố vấn. Đây là một dự án hết sức có ý nghĩa, mà trong quá trình năm 2022 khóa quốc tế mở cái ngành mới là ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên, là một trong những cái ngành mà đang rất là quan tâm đến sự phát triển kinh tế, nhưng đồng thời là đảm bảo cái phát triển cũng như là bảo vệ cái tài nguyên của chúng ta hiện nay như thế nào. Thì trên cơ sở đó đã có một sự kết nối đối với dự án của giáo sư tiến sĩ Lê Vũ Quân, và bên cạnh đó thì cũng đã có cái sự kết nối đối với viện ASEP. Đây là một cái đơn vị chuyên gia về hiện các dự án liên quan đến kinh tế tuần hoàn và các dự án bảo vệ tài nguyên môi trường. Và một đối tác nữa cũng rất quan trọng, đó là viện nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế, là đơn vị hiện nay tại địa phương đang rất quan tâm đặc đến các vấn đề bảo vệ và môi trường. Do vậy, khoa quốc tế với tư cách là đơn vị đào tạo và thực hiện các cái hoạt động nghiên cứu giáo dục cũng rất mong là một trong những thành viên để có thể phát triển những dự án sắp tới trong tương lai để kết nối ba đơn vị là viện ASEP và viện nghiên cứu phát triển và khoa quốc tế. Hy vọng rằng cái bước khởi đầu thuận lợi và thành công này sẽ mở ra rất nhiều cái hướng phát triển và liên kết sắp tới cho khoa, đặc biệt là các dự án liên quan đến bảo vệ và môi trường. Và hôm nay với sự tham gia của tất cả các quý vị đại biểu khoa quốc tế, một lần nữa xin dành lời cảm ơn đến quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự vào buổi hội thảo ngày hôm nay, và chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ đến từ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Vậy là chúng ta vừa lắng nghe những lời phát biểu chào mừng hội thảo đến từ các đơn vị tổ chức cho buổi hội thảo sáng ngày hôm nay. Chúng tôi, đơn vị tổ chức dự án Plastic Action, luôn hướng tới những mục đích chung là bảo vệ môi trường, cũng như các sáng luôn khuyến khích những sáng kiến để có thể giảm thiểu rác thải nhựa phục vụ cho buổi hội thảo vào sáng hôm nay. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của buổi hội thảo. Chúng ta sẽ cùng theo dõi 3 phần trình bày của 3 diễn giả về những thực trạng và vấn đề nổi cộm liên quan tới rác thải nhựa và ô nhiễm môi trường. Các bạn sinh viên hãy chuẩn bị giấy bút
để chúng ta có thể sẵn sàng ghi lại những thông tin, lưu lại những kiến thức hữu ích cho bản thân mình nhé. Sau phần trình bày của mỗi diễn giả, các bạn có thể đặt câu hỏi, trao đổi với các diễn giả để chúng ta có thể hiểu tường tận hơn về chủ đề của mỗi phần trình bày tại hội thảo. Phần trình bày của mỗi buổi thảo luận về mối nguy hại to lớn đối với môi trường. Phần trình bày đầu tiên, chúng ta sẽ đến với sản phẩm nhựa dùng một lần. Vấn đề này càng trở nên đáng lo ngại gấp nhiều lần hơn trước, đặc biệt là đối với hình thức bán mua đi trong giai đoạn dịch COVID-19. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt lên phía sân khấu để chào đón bài trình bày mang tên Sản phẩm nhựa dùng một lần, tác hại và giải pháp giảm thiểu bởi diễn giả Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Anh Tuấn đến từ khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế. Xin kính mời thầy. Vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu của cô MC. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi được vinh dự được là người đầu tiên trình bày các cái chuyên đề là liên quan đến rác thải nhựa nói riêng và kinh tế tuần hoàn nói chung. Thì chủ đề ngày hôm nay phải nói rằng rất là thiết thực và sát sườn cho thanh niên và sinh viên của chúng ta, đó là sản phẩm nhựa dùng một lần, tác hại và giải pháp giảm thiểu. Như chúng ta biết rằng là từ sản phẩm nhựa dùng một lần rất là quen thuộc và rất là phổ biến trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đối với các bạn sinh viên, ngay khi ở trường vậy, chúng ta lên canteen, chúng ta ăn uống, hay chúng ta mua về cho bạn bè của mình, chúng ta cũng có sử dụng ở gia đình. Trong cái giai đoạn dịch Covid vừa rồi, tôi thấy rằng là rất là nhiều gia đình chúng ta order thức ăn, thức uống đem về tận nơi thì chúng ta không đi ra bên ngoài để tạm trải nghiệm. Thì phải nói rằng đây là một vấn đề rất là thực tế, rất là cần thiết, và tôi hy vọng rằng qua phần trình bày này nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số cái kiến thức liên quan đến cái việc giảm thiểu đồ dùng nhựa dùng một lần và cái nhận thức về cái việc mà sử dụng chúng sao cho nó thân thiện với môi trường và sao cho nó đảm bảo cái an toàn sức khỏe của chúng ta. Phần trình bày của tôi còn có bộ nội dung chính. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu sản phẩm nhựa dùng một lần là những cái gì đây. Cái thứ hai, đó là tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần, tác hại đối với môi trường và đối với sức khỏe của con người chúng ta. Nội dung thứ ba, đó là các cái giải pháp để chúng ta giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần. Chúng ta giảm sử dụng cũng có nghĩa là chúng ta giảm rác thải nhựa ra môi trường. Và cuối cùng, đó là các cái giải pháp chúng ta giảm thiểu tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần lên sức khỏe của chúng ta. Xin mời nội dung thứ nhất. Như vậy là sản phẩm nhựa dùng một lần là gì? Thì tiếng Anh chúng ta thường hay sử dụng, chúng ta hay gọi là single use hoặc là disposable plastic. Thì đây là đồ nhựa mà chúng ta chỉ dùng một lần mà chúng ta bỏ đi, hoặc là bỏ đi, hoặc là chúng ta tái chế, và chúng ta cũng có thể tái sử dụng nhưng tái sử dụng khác mục đích. Khác mục đích là sao? Có nghĩa là chúng ta không sử dụng chúng để làm thức định thức ăn đồ uống nữa, mà chúng ta sử dụng chúng vào mục đích khác. Ví dụ như bao ni lông, sau khi mà đi chợ về, chúng ta sẽ không dùng để gói thức ăn, hoặc là những cái hộp xốp, sau khi chúng ta sử dụng, chúng ta không dùng để đựng thức ăn lại lần nữa, mà chúng ta có thể dùng nó để trồng cây. Bao ni lông chúng ta có thể dùng để đựng rác. Các bạn nên nhớ, chúng ta sẽ giải thích rõ hơn vì sao chúng ta không nên tái sử dụng cùng mục đích, có nghĩa là để dùng lại để chứa được thực phẩm, mà chúng ta phải sử dụng một mục đích khác. Như vậy là cái sản phẩm này rất phổ biến. Các bạn đi ra ngoài, chúng ta vào nhà hàng, chúng ta vào quán cà phê, chúng ta đi uống nước mía, vân vân. Thì nào là ống hút, nào là chai lọ nhựa, rồi cả cái đồ take away, giống như là cái cốc nước mía, trà sữa, cà phê, vân vân. Đưa là những cái sản phẩm mà chúng ta dùng một lần rồi chúng ta bỏ đi. Thì theo thống kê ở Việt Nam chúng ta, con số thống kê cho thấy rằng là hơn 50% cái khối lượng rác thải nhựa mà chúng ta thải ra môi trường đó là sản phẩm nhựa dùng một lần. Do vậy muốn giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường thì trước hết chúng ta phải giảm thiểu cái được cái sản phẩm nhựa dùng một lần này. Thì đối với môi trường thì sản phẩm nhựa dùng một lần nó gây những tác hại như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là cái sản phẩm nhựa dùng một lần rất là phổ biến, rất là thuận lợi, thuận tiện để chúng ta sử dụng, và đặc biệt giá nó rất là rẻ, cho nên nó rất là được ưa chuộng.
các bà tiểu thương ở chợ, các nhà hàng, các quán xá dọc đường, người ta phổ biến, người ta sử dụng rất là phổ biến, rất là thông dụng. Và do vậy cũng thải ra rất là nhiều tác hại. Và do loại nhựa này chúng ta sử dụng lần rồi chúng ta bỏ đi, cho nên là chúng ta càng tạo ra nhiều tác hại hơn nữa. Và chúng ta nên nhớ rằng kỹ sản phẩm nhựa dùng một lần là riêng và các loại nhựa nói chung nó mất một khoảng thời gian rất là dài để nó phân hủy, có thể là lên đến vài chục năm, vài trăm năm và thậm chí có thể lên đến 1000 năm như các em thấy, đúng không? Cái nước, cái rửa, nó có thể lấy được 1000 năm để nó phân hủy. Và đặc biệt cần lưu ý là Việt Nam chúng ta hiện nay chúng ta xếp thứ tư trong 10 nước có lượng rác thải nhựa thải ra môi trường lớn nhất thế giới. Đây gọi là vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Xin tiếp ạ. Tôi có chuẩn bị ở đây 8 câu hỏi. 8 phần trên đây của tôi có một sự tương tác. Tôi sẽ đặt câu hỏi và bạn nào trả lời sẽ nhận được các cái phần quà trên này. Thì câu hỏi thứ nhất, xin bạn cho biết, hai tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Bạn giơ tay, bạn nào giơ tay nhanh thì tôi sẽ vào người đấy. Ít nhất là hai tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Các bạn mạnh dạn, xin mời anh. Thứ hai là theo em là đối với môi trường, thứ nhất là môi trường đất và môi trường nước. Dạ, thứ hai là đối với môi trường nước thì là ô nhiễm về nước sinh hoạt hoặc là có thể là gây ảnh hưởng đến sinh vật ở dưới nước. Cái thứ hai về môi trường đất, đất thì nó có thể là ảnh hưởng như là chai nhựa hoặc là nó kiểu như là gây ô nhiễm, mình trồng không có sống cây như này. Tạm thời chấp nhận được, mặc dù chưa rõ ràng lắm, tôi sẽ giải thích thêm. Từ đây có các thông qua. Thứ nhất, đây là cái thủy tinh. Chúng ta có thể thay thế cây nhựa để chúng ta sử dụng. Và cái phân qua loại qua thứ hai, đây là một cái bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Bóng đèn này là bóng đèn cảm quang. Chúng ta có thể gắn vào ổ điện 24/7 và nó sẽ bắt tắt theo ánh sáng, tức là cái độ sáng của nó sẽ được điều chỉnh theo ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời sáng thì nó sẽ tắt, và ánh sáng mặt trời nó dịu lại thì cái đèn này nó sẽ sáng lên từ từ. Như vậy hai phần quà này các bạn chọn bạn thích phần quà nào ạ? Mời bạn chọn một phần quà. Rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn phần trả lời của tôi. Xin mời tiếp ạ. Next slide, please. Như vậy đối với môi trường, cái ô nhiễm nhựa là chúng ta gọi là ô nhiễm trắng. Nó bởi sao vì nhựa thường có một cách đúng không ạ? Để phân biệt những cái loại, một số loại ô nhiễm khác, chúng ta có ô nhiễm đen, ô nhiễm nâu, vân vân. Thì cái ô nhiễm nhựa nó gây ra cái tác hại lớn nhất là đối với môi trường biển. Vì sao vậy? Là chúng ta biết rằng là nhựa chúng ta phát thải và thất thoát ra môi trường trên lục địa, trên đất liền. Thì theo mưa, theo các trận lụt, nó đi vào sông ngòi, rồi từ từ nó sẽ xuất hiện. Mà khi đi vào đại dương, đi vào biển, thì nó sẽ tác động rất lớn các hệ sinh thái, nó đe dọa sự tồn vong của các sinh vật ở trong đó. Như chúng ta có thể thấy một số hình ảnh, từ đến tay trái của các bạn, rồi chim, rồi rùa, rồi bị ảnh hưởng. Cái thứ hai, trên lục địa nó gây tắc nghẽn cục bộ, rác thải nhựa, đúng không? Các cống rãnh. Và cái thứ ba, ảnh hưởng tới môi trường đất, như bạn nói. Bạn nói đúng, nhưng được giải thích chưa rõ ràng lắm. Vì sao? Là vì khi mà mặt đất nó được phủ bởi các cái tấm ni lông, các cái rác thải nhựa, thì nước nó sẽ không nằm xuống đất được, nó chảy tràn trên bề mặt, đúng không ạ? Rồi các cái dinh dưỡng cũng vậy, và đồng thời nó ngăn cản oxy từ không khí để đưa vào đất, và như vậy nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cối. Và cái thứ tư đó là mất vẻ mỹ quan. Chúng ta thấy một số cái kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam chúng ta giống như vịnh Hạ Long, không? Chúng ta đi trên đồng ruộng, đồng khô, chúng ta đều gặp các cái rác thải nhựa rất là nhiều, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần. Mặc dù hiện nay ở vịnh Hạ Long người ta đã cấm rồi, đã cấm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Tuy nhiên trong những cái đợt dịch lệ vừa qua thì các cái ban quản lý người ta cho biết rằng là vẫn còn cái tình trạng xả rác thải nhựa đồ dùng nhựa một lần ở vịnh.
ba độ về sức khỏe của người chúng ta thì rác thải nhựa đồ dùng nhựa dùng một lần nếu chúng ta sử dụng không đúng cách thì nó sẽ tác động rất là lớn đến sức khỏe của chúng ta. Đối với hệ tiêu hóa của chúng ta thì như chúng ta biết rằng là trong các sản phẩm nhựa dùng một lần ấy, nó có nhiều phụ gia nhiều hóa chất ở trong đó và làm cho nhựa chúng ta mềm hơn, dẻo hơn, trong hơn và trong đó có rất là nhiều thì hóa chất dẻo, phẩm màu, kỳ, các cái mi rồi bisphenol A đúng không? Và khi chúng ta dùng đúng thức ăn nó sẽ thối nhiễm vào thức ăn và từ đó thì đi vào cơ thể của chúng ta. Ngoài ra ở Việt Nam chúng ta có một thời gian là chúng ta thấy đốt rác mà như chúng ta biết trong rác còn rất nhiều rác thải nhựa trắng mà khi đốt nó phát sinh ra rất là nhiều loại khí độc, điển hình là dioxin và furan là những chất độc có thể và khả năng gây ung thư. Và ngoài cái khả năng gây ung thư thì những cái phụ gia những cái chất độc trong nhựa nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều đến sức khỏe của người, đặc biệt là trẻ em. Nó có thể gây ra những dị tật bẩm sinh, nó gây ra những cái rối loạn những sức hệ, thậm chí sảy thai và nhiều hệ lụy khác. Đặc biệt là các cái hạt vi nhựa chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thải rác thải nhựa rất là nhiều ra môi trường thì dưới tác động của tự nhiên đặc biệt là sáng mặt trời một thời gian sau nó sẽ phân hủy thành các hạt vi nhựa là những cái hạt mà có kích thước dưới 1 mm. Thì những hạt vi nhựa này nó sẽ đi vào nước vào các loại hải sản và chúng ta rồi vào không khí rồi chúng ta hít thở chúng ta ăn các loại hải sản mà đi vào người của con vào hệ tiêu hóa của chúng ta. Thì cách đây một tuần chúng tôi đã có đọc một cái thông tin ở trên internet trên VN Express thì người ta phát hiện rằng trong phổi của mình dưới đáy phổi lại có những cái hạt vi nhựa đó thì chứng tỏ nó đã đi qua con đường hô hấp của mình rồi trong máu của một số loại thủy sản trong máu lại có những cái hạt vi nhựa bên trong và đến nay người ta còn chưa giải thích được vì sao hạt vi nhựa lại đi vào máu được bởi vì nếu cả tôm ăn thì nó đi vào con đường tiêu hóa thôi nó có thể thấm qua phân mạch máu mà đi vào máu được thì cái đấy vẫn còn là một câu hỏi rất là lớn. Nhưng thực tế đó có chúng ta thấy rằng hạt vi nhựa nó có thể vào cơ thể của chúng ta và tác động rất là lớn đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa của chúng ta. Đặc biệt chúng ta lưu ý là trong phần lớn các sản phẩm nhựa dùng một lần có một cái chất gọi là bisphenol A. Đây là một hóa chất nhân tạo nó gây tác động rất là lớn, một chất độc nó gây trầm phát triển rồi rối loạn nội tiết vô sinh và đồng thời khả năng gây ung thư rất là cao và đặc biệt ở nhiệt độ cao thì cái độc chất monostyrene sẽ được giải phóng trong nhựa và nếu mà đi vào thức ăn và chúng ta ăn vào thì nó sẽ gây tổn hại đến gan, đến thận, đến cái hệ thần kinh của chúng ta. Do vậy chúng ta cần lưu ý là đối với tất cả các loại nhựa dùng một lần đừng bao giờ dùng với đồ nóng. Cái này tôi sẽ nói lại sau. Như vậy làm thế nào để chúng ta giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần đây? Phải nói là rất là khó để chúng ta từ bỏ nó bởi vì nó quá tiện dụng, đúng không? Rất tiện lợi và giá cực kỳ rẻ. Thì làm sao để mà giảm nó đây? Thì tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế người ta nói là rất là khó để thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm khác. Thì rất là khó thay thế thì chúng ta phải tính cách chúng ta phải giảm sử dụng phải quản lý cho nó tốt để tránh đồ dùng nhựa dùng một lần nó bị phá thải bị thất thoát ra môi trường. Như vậy chúng ta cũng đòi hỏi phần quản lý tốt cái đồ dùng nhựa dùng một lần. Và với cả các bé người ta khuyến cáo người ta đưa ra nguyên tắc 4T. Thứ nhất, từ chối không sử dụng. Có nghĩa là khi chúng ta đi chợ, chúng ta mang theo cái giỏ sách. Hiện nay tôi thấy rằng là đa phần các bạn thậm chí đi chợ, chúng ta đi hai đi không, chỉ thì như vậy. Và khi về chúng ta đem về rất là nhiều bao ni lông, túi ni lông. Chúng ta không dùng ống hút, dùng dao nhựa thì đi dùng một lần. Rồi chúng ta mang theo bình nước để bình nước dùng lại này để dùng lý cải nhân vân vân. Về tiết giảm thì chúng ta có thể dùng hộp các hộp nhựa bằng nhựa mà có thể tái sử dụng. Lúc nữa tôi sẽ nói là như nào chúng ta có thể tái sử dụng được để bình thực phẩm. Rồi
chúng ta tái sử dụng là có thể là cùng mục đích hoặc khác mục đích. Chút nữa tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua. Và cuối cùng là chúng ta tái chế. Có nghĩa là chúng ta bán ve chai, phân loại các loại nguồn bán ve chai và đưa về các nhà máy phân sữa để người ta tái chế lại thành một sản phẩm khác. Câu hỏi thứ hai, tiếp tục các bạn cùng tham gia để chúng ta nhận quà. Như là theo các bạn, cái túi ni lông và túi nhựa mà chúng ta hay gọi là túi chất dẻo hoặc là túi plastic là một hay là có sự khác nhau? Bạn nào trả lời được? Là một hay là hai? Là giống nhau hay là khác nhau? Các bạn mạnh dạn ai trả lời được? Tôi để từ 1 đến 9 nhé. Không trả lời được là chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi khác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rưỡi, 9. Bạn đã đợi được lại cho tôi ạ? Nhỏ ra đây được không? Hình như được. Mời bạn bình dạng lên. Dạ, thay theo em nghĩ là túi ni lông là với túi nhựa khác nhau ở chỗ là túi nhựa mình có nhiều kiểu dạng hình hài hơn và nhìn hạt đẹp hơn. Mà còn túi ni lông thì sẽ tiện dụng cho mình hơn khi mình đi chợ. Còn túi nhựa thì thường các shop áo quần thì người ta sẽ sử dụng để đựng đồ rồi sau đó sẽ được tái sử dụng nhiều hơn so với túi ni lông. Em nghĩ là bạn nào có ý kiến khác không ạ? Mời em. Trước đây em có một địa điểm khác một lần. Đó thì về tính chất và một số thông tin của túi ni lông và túi nhựa thì chưa là giống như nhau. Nhưng mà khác nhau ở đây là nhà sản xuất là dùng hàng người làm túi ni lông thì có thể sử dụng được nhiều lần, còn túi nhựa thì thường thì chỉ sử dụng được một hai lần là chưa sử dụng được. Cũng chưa chính xác lắm. Quá vậy thì khác rồi đó. Mời anh. Dạ, em cho thầy là theo em là túi ni lông và túi nhựa khác nhau. Túi ni lông thì thường sẽ được làm bằng một loại chất nhựa, túi nhựa cùng giống như nhau. Còn túi nhựa thì nó sẽ có nhiều kiểu dáng, nhiều mẫu mã và nó sẽ được làm từ nhiều loại nhựa khác nhau ạ. Chính xác, và đây rất là chính xác. Túi ni lông nó khác với túi nhựa kìa. Túi ni lông nó làm từ một loại nhựa gọi là polyamide, còn túi nhựa là có rất là nhiều loại nhựa khác nhau, đến 20-30 loại nhựa rồi. Cho nên túi ni lông là một trong những loại túi nhựa. Như vậy câu trả lời của bạn rất là chính xác. Như vậy bạn trồng một qua đây ạ, một cái đen hay là một cái trái ạ? Cái trái. Phải chưa? Chúc mừng em. Rồi, xin cảm ơn thông trả lời của em. Tiếp, slide tiếp em ạ. Rồi. Nhưng mà cái giải pháp để chúng ta giảm sản phẩm nhựa dùng một lần là những gì đây? Cái thứ nhất là chúng ta phải phân biệt loại nhựa nào có thể tái chế được. Như lúc chúng ta cũng bị nhựa cái hộp này, hay cũng bị cái hộp này là cả chúng ta dùng một lần rồi thôi. Hay sao? Hay chúng ta có thể dùng lại được, đúng không? Nếu chúng ta không biết, chúng ta nói cái loại này là dùng một lần chúng ta bỏ đi thì nó hơi xỉ, rất xỉ, đúng không? Thì đây là cách để chúng ta phân biệt. Thì các bạn quay ngược lại hộp nhựa này ở dưới đáy, thấy không? Dưới đáy nó có là ba mũi tên tái chế. Thì ba mũi tên này không phải là cái nghĩa là nó của nó là tái chế, không phải, mà chúng ta nhìn vào cả cái số bên trong mũi tên này, nếu thì có 7 số ấy, nếu là số 1, số 2, số 4, số 6 và số 7 thì chúng ta tái chế được, đừng có bất của nó để dành một bên, đúng không? Để dành đó, chúng ta bán ve chai hoặc cho cả cái bao ve chai. Còn số 3, số 5 là không tái chế được. Đấy. Đồng thời, cả cái con số này nó cũng cho chúng ta biết
một cái thông tin là sử dụng loại nhựa đó có an toàn cho sức khỏe hay không. Chuột nhựa là tôi sẽ nói. Xin bấm tiếp ạ. Xin tiếp luôn. Cái giải pháp tiếp theo đó là chúng ta tái sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần cho những mục đích khác. Người ta khuyến cáo sản phẩm nhựa dùng một lần không nên sử dụng lại để chứa nước uống và đồ ăn, mà chúng ta có thể sử dụng mục đích khác. Ví dụ là nếu chúng ta đang thành cái giỏ rất là đẹp, ở đây chúng ta có thể dùng bao ni lông, chúng ta đổ đất vào chúng ta trồng cây, dùng để bọc thùng rác, dùng để chế tạo những vật dụng trong nhà, những vật dụng hóa hoa trang trí rồi trồng cây, phải sử dụng cho mục đích khác. Và giải pháp một giải pháp nữa đó là chúng ta sử dụng các sản phẩm thay thế. Mặc dù hồi nãy tôi còn nói là cái bé khuyến cáo là để mà sử dụng sản phẩm thay thế không hề đơn giản, bởi vì những sản phẩm thay thế mà có giá thành cao, và hiện nay không nhiều doanh nghiệp mặn mà với cái loại hình này, bởi vì lợi nhuận nó đem lại nó không cao. Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm cách, rồi trong tương lai chúng ta cũng phải có cách, để mà giảm cái giá thành nó xuống. Thì đây là những cái sản phẩm thay thế lưu thủy tinh, thay thế cái nhựa, đây là chuối, là dâm. Tôi đã lưới vừa rồi tôi có làm một cái dự án tắt thế giới trước đấy, thì họ sử dụng lá môn rừng thay cho bao ni lông, rồi cái này là bằng gỗ bằng tre thì bỏ lên rác, cái này là bằng bà mía cốc bằng bà mía đồ đựng thức ăn bằng giấy, ống hút bằng inox và túi bì ni lông có thể phân hủy sinh học. Thì đó là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng thay thế. Tiếp theo là chúng ta phân biệt các cái loại nhựa an toàn cho sức khỏe. Cái này chúng ta cần phải biết để chúng ta tuyên truyền lại cho những người trong gia đình mình, cho những bạn bè trong lớp học của mình. Thì đây chúng ta cùng trở lại thì số 1, số 2, số 4, số 5 là những loại nhựa mà chúng ta có thể sử dụng để đựng thực phẩm, thức ăn và nước uống. Tuy nhiên lưu ý thì cái bét á, cái nhựa chúng ta chỉ dùng một lần thôi, không nên dùng lần thứ hai. Là bởi vì sao? Là bởi vì bên trong họ có tạo một lớp nhựa mỏng. Chúng ta dùng đi dùng lại thì lớp nhựa sẽ bóng ra, chất độc nó sẽ đi vào cơ thể của chúng ta. Đấy, cần lưu ý là như vậy. Số 3, số 6, số 7 thì khuyến cáo không nên sử dụng để chứa thực phẩm. Mời tiếp. Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý là tuyệt đối không tái sử dụng các loại sản phẩm nhựa dùng một lần, như các ly, bát, đĩa nhựa v.v. Như tôi dạy tôi này, bên trong có tạo một lượng nhựa rất mạnh để chống thấm, và nó sẽ đi vào cơ thể chúng ta để chúng ta sử dụng đi, sử dụng lại. Và không tái sử dụng các loại trái bình nước kẻ khác. Chúng ta có thói quen, đặc biệt các bạn sinh viên, mua một cái nước uống, tiếp cái vỏ cháo, về, nếu chúng ta lại được lọc, chúng ta đổ vào trong đó, người ta khuyến cáo không nên. Thậm chí ở một số quốc gia hiện nay, người ta cấm sử dụng cho bé, Pháp cấm rồi, Chile cấm hoàn toàn sản phẩm nhựa dùng một lần. Việt Nam chúng ta chắc là không cấm được, bởi vì nó vừa rẻ vừa tiền, đúng không? Tiền dùng, tức là tiền dùng. Và đặc biệt lưu ý, tất cả các loại nhựa không chỉ trừ cái túi nhựa dẻo, túi plastic là không nên sử dụng với đồ nóng, tuyệt đối. Vì sao thì tôi sẽ giải thích sau. Rồi đặc biệt hộp xốp mà chúng ta hay đựng đồ ăn, hay mua cái hộp á, đúng không? Chúng ta hay đựng đồ ăn trong đó. Đặc biệt khi các em đi mua cơm, đúng không? Nói họ nếu mà nóng thì không nên để hộp xốp này, tuyệt đối. Hoặc là chúng ta cầm camera chúng ta đi mua, đúng không? Bởi vì trong hộp xốp này có cả monostyrene như thầy nói hôm nay, tôi nói hôm nay, đúng không? Gây tổn hại gan, cái ung thư, đúng không? Và đối với hộp xốp thì nước ngoài hiện nay người ta cũng cho rất nhiều nước người ta không cho dùng, ở Việt Nam mình vẫn không dùng. Tôi không hiểu vì sao, chắc là bảo vệ quá, tiền lời quá, đúng không? Nên là chúng ta hạn chế những hạn chế sử dụng hộp xốp. Và đặc biệt khi chúng ta sử dụng các hộp nhựa này, một số bạn như tôi thấy có thói quen sử dụng các hộp nhựa, rồi các cái mang bọc của thực phẩm
chúng ta đi vào lò vi sóng, đúng không? Hãy bàn cẩn thận, cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe, bởi vì lò vi sóng nhiệt độ rất là cao, và nhiệt độ cao thì rất nhiều phù gia thực độc vào trong lửa và sẽ đi vào ăn, đúng không? Nên chúng ta phân biệt. Đấy, chúng ta cùng những hộp dưới này thì chúng ta thấy á, các bạn xem, nếu mà có túi điều này là chúng ta sử dụng được, không? Hoặc có các cái từ bên không á, không? An toàn là biết sao? Microwave safe, hoặc là microwave able, đúng không? Chúng ta có thể sử dụng được. Còn cái túi điều này là có thể đừng thức ăn thực phẩm được, đừng thức ăn đồ uống được. Chúng ta lưu ý. Và câu hỏi cuối cùng, ví dụ, theo các bạn, để mang bọc thực phẩm á, để mang trong suốt vậy, không? Chúng ta có thể sử dụng trong lò vi sóng được hay không? Bạn nào trả lời được? Bên con không có ai đây. Xin mời anh. Chào thầy cô và toàn thể các anh chị bạn bè. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo, là sinh viên trường học đa phương tiện của khoa quốc tế. Em xin phép trả lời câu hỏi. Thì theo em thì là không nên sử dụng mặt bọc thực phẩm trong lò vi sóng, bởi vì trong mặt bọc thực phẩm thì có các chất độc, có nguy cơ chứa các chất độc gây hại, khi mà gặp nhiệt độ cao thì sẽ dễ bị tan chảy và gây nguy hại. Vâng, xin cảm ơn em. Câu trả lời này đúng được 50%, dù sao bạn cũng xứng đáng anh nhận được một vòng coi bởi vì là dùng cao không đến dây trả lời. Câu trả lời của bạn là mấy thì đúng 50%, bởi vì thật ra đúng như bạn nói là cái màng bọc thực phẩm này rất là nguy hại đến sức khỏe, bởi vì để làm cho nó mềm, nó trong, nó dẻo như vậy người ta sử dụng rất là phụ gia, rất là nhiều phụ gia, và sử dụng nhiều phụ gia thì nó không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên anh bấm tiếp, có một số loại màng bọc, ví dụ như đây, an toàn với lò vi sóng và tủ lạnh. Một số loại màng bọc đó, người ta thay thế những phụ gia an toàn hơn và chúng ta có thể sử dụng, đúng không? Vâng, dù sao cũng cảm ơn cái bài của em. Slide tiếp. Và như vậy là phần trình bày của tôi kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người. Thưa quý vị và các bạn, do tiện lợi, nhẹ, bền, dễ sử dụng nên đồ nhựa dùng một lần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều người tự mạnh dần và tự nhiên. Xin mời anh. Xin chào các bạn và thầy cô. Thì em là Hồng Nguyên, quốc tế. Thì hôm nay em có một câu hỏi, đó là tôi nghĩ là các sản phẩm nhựa như một lần nó rất là gây nguy hại cho môi trường và sức khỏe con người, nhưng mà không thể nó phủ nhận được là các sản phẩm nhựa như một lần đó cũng rất là thuận tiện trong việc sử dụng. Cái vấn đề ở đấy là thuế và mùa hè là cao điểm của du lịch và cao điểm du lịch, cho nên là người ta cũng dùng sản phẩm nhựa rất là nhiều lần. Thì em có một cái thắc mắc của em, đó là làm thế nào mà chúng ta có thể vừa hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa mà vừa có được một sự thuận tiện cho khách du lịch. Và cái vấn đề ở đây là không chỉ thuận tiện cho khách du lịch mà em mà còn là tăng cái ngành dịch vụ du lịch lên. Thì nếu không có các sản phẩm nhựa như một lần thì làm sao chúng ta có thể tăng cái thu nhập từ du lịch lên ở đây? Dạ thầy có giải pháp nào không? Hello, cái câu hỏi này đối với thầy hơi khó đấy. Cái điều đó là cũng trả lời được đến nội gì đấy. Và cũng trả lời được trong đến nội gì. Chúng ta hiểu rằng là đối với khách du lịch á, thì những khách mà người ta có xu hướng đi dạ ngoài thiên nhiên, đi tầm trại, ngoài chơi, đúng không? Thì người ta mới sử dụng nhiều. Còn ở các cái khách sạn, rồi ở cái nhà nghỉ, thì người ta phụ thuộc vào khách sạn hoặc nhà nghỉ, nhà hàng, người ta có sử dụng hay không? Thì đối với đặc biệt về giới trẻ là các em rất là thích đi dạ ngoài, đi tầm trại, đúng không? Và thuận tiện nhất vẫn là đồ dừa sử dụng một lần. Thì cả đây phải nói là cũng là rất là khó. Tuy nhiên như thầy nói hôm nay, chúng ta sử dụng
nhưng chúng ta phải thải bỏ một cách hợp lý, đừng có để cho đạo thức hoặc phá môi trường. Chúng ta có thể sử dụng nhưng chúng ta có thể là tái chế, chúng ta bỏ vào các cái thùng đúng không, thì ngay hiện chưa có nhưng trong tương lai sẽ có những thùng rác phân loại nhựa kèm thả vào đấy để cho công nhân thách cô người ta lại về không, người ta tái chế lại, thì đó là một cách để mà chúng ta giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, nhưng cũng còn phụ thuộc vào chính quyền địa phương họ có thùng rác sao cho các em để cho chúng ta bỏ vào hay không. Thì chúng ta thấy đấy là một trong các cái giải pháp mà chúng ta góp phần để giảm thiểu cái đồ dùng nhựa dùng một lần ra môi trường. Bạn nào có cái câu hỏi gì muốn hỏi đúng không? Sau khi nghe bác giải thích một thay thì em có một câu hỏi là em nghĩ rằng là nhựa được sản xuất giá vì cái văn được sử dụng rộng rãi là bởi vì sự tiện lợi và giá thành rẻ của nó. Ví dụ như là đồ dùng bằng nhựa như ly nhựa sẵn á thì sẽ không thấm nước và kiểu dễ mang đi đồ đó. Thì cái việc mà phát sinh ra một cái món đồ mà hẳn mặc dù hẳn thân thể với môi trường thì chúng làm từ lá cây không làm từ bạc gì đó, như vậy thì cũng dần dần cái việc lên lấy lá cây chắc cây để mà làm những ra những món đồ đó, mà những món đồ như kiểu cốc giấy thì vẫn phải trả một cái lượng nhựa để không thấm nước. Vậy thì em nghĩ rằng là cái sự cân bằng giữa hai cái, thầy có nghĩ rằng là hai cái nghĩ cân cái sự cân bằng như đó không ạ? Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi của em. Cũng có người đặt ra câu hỏi này vì thầy thực tối trước đây rồi. Ví dụ như người ta nói rằng chưa thấy nhựa bằng cái sản phẩm bằng giấy, cái giấy thì thảo hứng. Nhưng không hẳn như vậy, bởi vì khi mà đánh giá tác động môi trường thì chúng ta phải đánh giá cả vòng đời của nó. Từ khi chúng ta khai thác những vật liệu, vận chuyển, sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ, chúng ta đánh giá lại toàn bộ vòng đời, xem thử là nó tác động lên môi trường như thế nào, sau đó chúng ta mới lựa chọn. Đối với, đó là ví dụ như đối với giấy, thì không hẳn chúng ta sản xuất giấy từ cây gỗ. Chúng ta có thể sản xuất giấy từ bọn mía, sản xuất giấy từ các cái cành cây, không? Từ các cái cây mà nó bị gãy đổ, bị mục gãy đổ như trong trận bão năm 2020 của Huế chúng ta. Có cả hàng ngàn cây gãy đổ như vậy, đúng không? Đấy, cái không hạn là chúng ta phá rừng. Rồi chúng ta sử dụng giấy thì chúng ta có tạo một lớp nhựa mỏng ở trong cho nó phải thấm nước, đúng là như vậy. Nhưng mà cái lượng nhựa đấy sử dụng rất là ít, chủ yếu là giấy. Thì phải nói rằng là tất cả các cái giải pháp đều có sự đánh đổi, trade off, đúng không? Dùng giấy thì nó có tác động đến cái xăng, chắc chắn là có, đúng không? Rồi dùng là túi, là giống, là mô, thì chúng ta cũng phải là đi vào rừng, vào các khu vườn để chúng ta cũng cắt bỏ, đúng không? Tuy nhiên, khi người ta cân nhắc thì là về cái hại, về cái cost và cái benefit, đúng không? Nếu mà hại nhiều hơn lời thì chúng ta không sử dụng. Và chắc chắn khi mà có cái sản phẩm thay thế, người ta đã có đánh giá được rồi, người ta mới đề xuất và người ta đã áp dụng. Cảm ơn câu hỏi rất hay của em. Như vậy còn câu hỏi nào được không ạ? Cảm ơn các lần quá giờ rồi, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của thầy và cũng như là phần thảo luận rất là sôi động đến từ các bạn sinh viên. Chúng tôi hy vọng là sau ngày hôm nay các bạn đã hiểu được hơn về vấn đề chung sản phẩm nhựa dùng một lần. Và tôi nghĩ ở đây không phải là một cái vấn đề riêng của Việt Nam đâu, mà cũng là một cái vấn đề chung mà rất là nhiều quốc gia trên thế giới người ta đang chăn trở. Và rất là cảm ơn thầy vì thầy đã chia sẻ những một số giải pháp cũng như là nâng cao ý thức cho các bạn sinh viên trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Và bây giờ, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta không khó để thấy trên những bãi biển xinh đẹp, đặc biệt là trên những bãi cát trắng, thay vì chúng ta có thể thấy được là những sinh vật biển, thì không khó để mà thấy được là rác thải bủa vây. Sự tấn công của rác thải nó có thể đến từ nhiều nguồn, đôi khi nó có thể đến từ những cơn sóng, đến từ những sinh vật biển, hoặc thậm chí là đến từ con người. Tuy nhiên, trách nhiệm để mà xử lý rác thải ở bãi biển thì sẽ thuộc về ai?
và chúng ta phải xử lý như thế nào đối với rác thải ở biển, bãi biển như vậy. Thì chúng tôi hôm nay rất là vui để có thể giải đáp được cái vấn đề này. Chúng tôi rất là vinh dự vì ngày hôm nay đã lắng nghe, sẽ lắng nghe một nghiên cứu điển hình về hình thức giám sát rác thải bãi biển ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh qua bài trình bày đến từ anh Bùi Lê Thanh Thiếp, và xin kính mời anh. Kính thưa quý thầy cô, các chị và các bạn học sinh, sinh viên ạ. Thì hôm nay xin phép được trình bày với các bạn về phương pháp giám sát rác thải biển. Thì như chúng ta đã biết ở Huế, chúng ta cũng có một cái bãi biển rất là nổi tiếng, cũng rất là đẹp. Ví dụ là bãi biển Thuận An. Thì không biết là trong chúng ta chắc là cũng có ít nhất một lần là đã ghé thăm bãi biển này rồi. Và chúng ta cũng thấy đó là ở bãi biển Thuận An là cũng có xuất hiện đó là tình trạng rác biển. Và theo cái khảo sát thực hiện từ năm 2019 đến 2020, dọc theo các cái vùng bờ biển ở Việt, dọc bờ biển Việt Nam á, thì bãi biển Thuận An cũng là một trong số các cái địa điểm được khảo sát đánh giá. Và theo đánh giá đó thì bãi biển Thuận An nó trong cái một diện tích một mét vuông đó thì nó có khoảng hơn 3 mảng rác, và trong và gần 50% các loại rác ghi nhận được đó là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Như vậy có thể thấy đó là cái vấn nạn nhựa sử dụng một lần cũng như là rác thải nhựa trên bãi biển đang là vấn nạn rất là nghiêm trọng và chúng ta cần phải quan tâm. Thì tại sao chúng ta phải thực hiện cái giám sát rác thải biển và nó có đóng vai trò gì đối với nền kinh tế tuần hoàn mà chúng ta đang quan tâm hiện nay? Thì một trong những cái nguyên nhân đối với việc thực hiện giám sát rác thải biển đó là mình sẽ phải biết, cần biết cái hiện trạng ô nhiễm môi trường nhựa cũng như là các rác thải nói chung trên bãi biển. Và đồng thời thông qua các cái số liệu mà chúng ta ghi nhận được thì chúng ta sẽ biết được các loại sản phẩm nhựa nào đang có tồn tại trên bãi biển trong môi trường. Để từ đó là theo cái quan điểm về kinh tế tuần hoàn đó là tất cả các cái loại rác thải không phải mang ý nghĩa là rác thải mà nó sẽ là nguyên liệu dùng để tái chế, tái sử dụng lại. Thì khi mà chúng ta biết được các cái thông tin về các cái sản phẩm mà rác hay các cái vật phẩm đang có trên môi trường đó thì chúng ta sẽ có các cái giải pháp đối với chúng và cũng như các thực hiện các cái chương trình hành động để với mục đích là giảm thiểu và ngăn ngừa cái lượng rác thải phát sinh hàng ngày và đổ ra ngoài môi trường. Thì như các cái hình ảnh này chúng ta thấy rất là phổ biến và hiện nay thì ba cái hình ảnh trên đó là các cái rác thải biển mà chúng ta thấy hàng ngày ở trong môi trường ngoài biển, và các cái ba cái hình ảnh ở dưới là đối với các loại rác thải biển xuất hiện ở sông. Slide tiếp theo thì theo đánh giá của các cái tổ chức trên thế giới đó thì hiện tại đó người ta ước tính đó là 70% các loại rác thải trên các cái bãi biển đó là từ nhựa, và 80% các cái loại rác thải đó là xuất phát từ đất liền. Ngoài ra đó là có đến hàng triệu loài chim cũng như là đến hàng trăm ngàn loài động vật biển nó bị ảnh hưởng bởi các cái rác thải nhựa này xuất hiện trong môi trường, và hầu như là 70% các cái đại dương trên đất liền này đó là chúng ta có thể thấy là rác thải biển xuất hiện tất cả các mọi nơi, thậm chí ở những cái nơi mà hầu như không có sự hiện diện của con người. Và chúng ta cũng biết là rác thải nhựa nó gây ra tác hại đối với sinh vật, ngoài sinh vật ra thì nó cũng gây ra tác hại đối với các cái về kinh tế xã hội, ví dụ như là nó sẽ gây vướng mắc lên các cái tàu thuyền đi lại, cũng như là đặc biệt đó là đối với các cái loại vi nhựa mà phát sinh ra từ rác nhựa thì nó sẽ đi các cái sinh vật biển sẽ ăn vào, và một số các cái sinh vật biển mà chúng ta đánh bắt hàng ngày đó sẽ do con chúng ta tiêu thụ, và các cái loại vi nhựa đó sẽ đi vào trong cơ thể chúng ta. Về các cái ảnh hưởng đối với về mặt kinh tế đó thì theo đánh giá của tổ chức NOAA ở Hoa Kỳ đó, họ ghi nhận ở 31 bãi biển ở California thì nếu như mà chúng ta không có các hoạt động dọn dẹp các bãi biển nào hết đó, thì tất nhiên đó là tác hại kinh tế rất là rõ ràng đối với ngành du lịch. Và nếu như chúng ta mà giảm được 25% lượng rác thải biển đó, thì sẽ tiết kiệm được khoảng 32 triệu đô, và nếu như giảm được 50% lượng rác biển đó, thì sẽ tiết kiệm được đến 67 triệu, và nếu như giảm hoàn toàn rác thải biển ở ngoài các vùng biển đó, thì sẽ tiết kiệm được đến khoảng 148 triệu. Thì như vậy một cái vấn đề được đưa ra đó là rác thải biển là gì, thì
Câu hỏi đó được đặt ra rất là lâu, cho đến năm 2009, theo một báo cáo của tổ chức UNDP, thì họ đã đưa ra được một cái định nghĩa phổ biến và được áp dụng chung cho tất cả các nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản lý trên thế giới. Thì theo cái định nghĩa của UNDP thì rác thải biển nó sẽ phải thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất là nó phải tồn tại lâu trong môi trường. Thứ hai là nó phải do con người sản xuất hoặc là chế biến và bị thải bỏ một cách ngẫu nhiên hoặc là cố tình của con người vào trong môi trường. Như vậy là nhờ thông qua cái định nghĩa này thì chúng ta sẽ có thể xác định được là ở trên bãi biển đó nó là rác thải biển hoặc là không phải là rác thải biển. Chẳng hạn là xin phép hỏi các bạn ở đây đó là nếu mà trên bãi biển chúng ta thấy một cái miếng bánh sandwich đó, thì chúng ta có thể nói đó là rác thải biển không ạ? Bạn nào có thể trả lời giúp không ạ? Để trả lời câu hỏi của anh thì anh nghĩ là miếng bánh sandwich đó không được xé nó vặt phải biển, tại vì như anh nói thì hẳn phải phù hợp hai điều kiện. Mà ngay điều kiện đầu tiên là hẳn phải tồn tại lâu ở trong môi trường thì hẳn đã không thỏa mãn rồi, vì vậy thì đúng là miếng bánh sandwich đó không phải là được xé nó vặt phải biển. Dạ, cảm ơn bạn này, bạn trả lời rất là chính xác ạ. Vậy mình xin phép đặt thêm câu hỏi thứ hai là ví dụ như bây giờ một cái trái dừa mà người ta vừa mới uống người ta vứt ra thì cái đấy nó có phải là rác thải biển hay không? Các bạn trả lời được thì mời bạn qua. Thì trường hợp này thì anh nghĩ là em cần phải xem xét một chút, tại vì theo như em quan sát ở trong môi trường thì cái vỏ dừa đó hẳn có thể tồn tại một khoảng thời gian khá là lâu ở trong môi trường bình thường, nhưng mà em nghĩ là hẳn qua một thời gian dài hẳn sẽ phân hủy nhưng mà cũng gây tác động lớn đến môi trường như là các loài rác thải như chẳng hạn, thì em nghĩ là vẫn sẽ không được xem là rác thải môi trường biển. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Thật ra cái câu trả lời của bạn chỉ mới đúng một nửa thôi. Thì cái trái dừa này đúng là nó tồn tại tương đối lâu trong môi trường, nhưng mà nó không phải do con người sản xuất ra, mà là nó là sản phẩm tự nhiên. Tức là mình chỉ là người sử dụng nó thôi, chứ mình không hề sản xuất ra trái dừa đó, cho nên nó không được xem là rác thải biển. Vâng, thì như theo đánh giá đó, và nghiên cứu thì hàng năm cái lượng mà rác thải nhựa thải ra môi trường nó là khoảng 12 triệu tấn. Và trong số đó một lượng lớn đó, 9 triệu tấn là từ đất liền thải ra, và các phần còn lại là từ các cái môi trường ở ngoài biển cũng như các hoạt động ở ngoài biển. Thì nói đến rác thải nhựa đó, chúng ta sẽ quan tâm đến cái kích thước của rác thải nhựa. Thì có cái loại, nếu như mà kích thước của cái nhựa đó nó dưới 0,1 micromet đó, thì người ta sẽ gọi là nanoplastic. Nó cũng là một loại vi nhựa nhưng mà nó còn cực kỳ nhỏ. Và các cái nanoplastic này là nó sẽ gây rất hại rất là lớn, tại vì nó có khả năng xâm nhập rất sâu vào trong cơ thể con người và trong các cái tế bào của người. Còn nếu cho kích thước từ 0.1 cho đến 5 mm thì nó được gọi là vi nhựa, là macroplastic, và từ 5 mm cho đến 5 cm thì người ta gọi là mesoplastic, tức là nhựa trung. Thì mình thường thấy những cái loại mảnh nhỏ trên môi trường biển. Còn đối với các cái loại từ 5 cm trở lên thì người ta gọi là macroplastic, tức là các loại nhựa lớn. Thì đối với cái nghiên cứu giám sát rác thải biển sẽ tập trung chủ yếu là đối với là nhựa trung và nhựa lớn là chính. Còn đối với trường hợp vi nhựa thì người ta sẽ không có quan tâm ở đây. Tuy nhiên đối với cái nhựa trung mesoplastic á, thì người ta cũng giới hạn là kích thước từ 2.5 cm trở lên thôi. Và tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều đến nhựa? Thì theo cái vòng đời của nhựa ở đây là chúng ta thấy đó là các cái sản phẩm mà chúng ta rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày ở đây thì cái vòng đời của nó khá là lớn, từ vài chục năm cho đến hàng trăm năm. Và do cái thời gian luôn tồn tại luôn lâu trong môi trường như vậy thì nó sẽ có thể gây những cái tác hại nhất định đến sinh vật, cũng như là một trong những cái đặc trưng đó là nhựa này nó có thể hấp thu các cái chất độc ở trong môi trường, và một khi mà sinh vật mà nuốt cái nhựa này vào trong cơ thể chúng, ngoài bản thân nhựa nó đã có các cái phụ gia là cái đã vốn là đã gây độc rồi, mà nó còn mang thêm các chất độc khác, và khi mà sinh vật hấp thu trong cơ thể thì các cái chất độc này nó sẽ bị chống phóng thích ra cho ra vào trong cơ thể sinh vật, và khi mà con người ăn phải những cái loài mà bị hấp thu nhựa đó thì nó sẽ gây tác động xấu lên sức khỏe con người. Thì đây là một số hình ảnh mà chúng ta thấy rất là phổ biến ở đây, đó là tác hại của rác thải nhựa trên cái sinh vật bị mắc các cái sản phẩm nhựa. Ngoài ra đó là chúng ta cũng thấy là một số các loài sinh vật biển chúng làm tổ các cái sản phẩm nhựa là các cái sản phẩm tự nhiên, và chúng sẽ đem về làm tổ đối với cái làm tổ của chúng.
và khi mà giải phẫu đối với cái loài sinh vật biển, chẳng hạn như cá hoặc là rùa thì người ta phát hiện rất là nhiều các cái mảnh nhựa nhỏ trong cơ thể của chúng. Tại vì các cái mảnh nhựa này là cái sinh vật nó không có phân biệt được đó có phải là các cái loài mà nó thường hay ăn hay không, cho nên chúng mới thấy là chúng nuốt vào trong cơ thể. Về phương pháp giám sát rác thải nhựa, phương pháp giám sát rác biển thì nó có rất là nhiều phương pháp. Ở đây là xin phép giới thiệu về phương pháp do OSPA đưa ra. Thì các bạn có thể tìm cái bản hướng dẫn này trên Internet và được tạo lắp miễn phí. Thì cái phương pháp này được giới thiệu vào năm 2010 do tổ chức OSPA giới thiệu ra. Cái phương pháp này nó sẽ có các cái bước sau này. Bước thứ nhất đầu tiên đó là phải chọn cái địa điểm để khảo sát. Thì cái địa điểm khảo sát này nó phải có chiều dài ít nhất là 100 mét song song với là mực nước biển. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta đã chọn được các cái điểm khảo sát rồi và khi mà trước khi tiến hành thực hiện khảo giám sát đó thì chúng ta phải ghi nhận lại tất cả các điều kiện xung quanh ở cái điểm khảo sát của chúng ta, về điều kiện như tự nhiên, gió cũng như là các cái điều kiện sinh thái môi trường xung quanh, gần đấy có cái nhà dân hay là gì đó hay không. Cái thứ ba đó là chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát. Thì quy định của cái hướng dẫn OSPA ở đây đó là chúng ta sẽ chỉ ghi nhận các cái loại vật liệu, có các loại rác có kích thước từ 2.5cm trở lên. Và thông thường đó là chúng ta sẽ, khi mà tiến hành khảo sát thì chúng ta sẽ thu nhận tất cả các cái vật phẩm rác ấy và đem về phòng thí, và đem về để tiến hành sấy khô, cân nặng và sau đó phân loại rác ra. Thì sau khi đã phân loại rác thì chúng ta sẽ tiến hành ghi nhận số liệu lại, và cuối cùng đó là chúng ta có thể thực hiện lại các cái giám sát này. Mục tiêu thực hiện của giám sát của thực hiện lặp lại này đó là nhằm đánh giá xem các cái diễn biến ô nhiễm ở trong cái khu vực mà chúng ta giám sát, và cũng như là khi mà chúng ta thực hiện các cái hành động giảm thiểu ngăn ngừa đấy thì chúng ta phải tiến hành giám sát ngược trở lại để xem các cái hành động của mình nó có đạt được hiệu quả mong muốn hay không, và có cần phải điều chỉnh gì hay không để đạt được mục đích mà mình mong muốn. Thì ở đây khi mà chọn một cái bãi biển để mà thực hiện giám sát đó, thì nó có một số cái yêu cầu đầu tiên đó là phải bãi biển cát hoặc là bãi biển sỏi. Còn mà những cái bãi biển mà thuộc loại mà bị ngập nước liên tục đó, thì sẽ không có lựa chọn những cái chỗ đấy, tại vì sẽ rất là khó để mà thu nhận các loại rác. Cái thứ hai đó là ở khu vực đấy sẽ không có các cái cấu trúc xây dựng nào diễn ra đấy. Thứ ba đó là cái chiều dài mà chúng ta muốn giám sát đó là phải ít nhất là 100 mét. Và cuối cùng đó là cái nơi mà chúng ta giám sát là phải chúng ta có thể đi vào thường xuyên, và đi vào thường xuyên được, chắc là chúng ta không có bị cản trở bởi các cái điều kiện tự nhiên như là khu vực gọi là nó khó mà có thể tiếp cận được. Thì đây là các cái danh sách về phân loại rác đối với OSPA, thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết cái danh sách này nó như thế nào thôi. Và trong cái do đó là mỗi cái cá nhân khi mà thực hiện giám sát biển cũng như khi phân loại rác đó, thì mỗi cá nhân sẽ có một cái nhận định khác nhau đối với từng loại rác đấy, cho nên đối với OSPA họ cũng sẽ có một số cái quy định cụ thể để mà khi mà chúng ta tiến hành phân loại rác. Cái đầu tiên đó là cái quy định đầu tiên đó là khi mà chúng ta thấy một cái vật phẩm rác mà nó nguyên vẹn thì nó rất là đơn giản. Mình có thể xếp nó thẳng vào trong các cái danh mục rác trong theo cái danh sách. Tuy nhiên khi mà cái rác đó nó bị phân rã ra thành những cái mảnh nhỏ, và như vậy thì trong trường hợp đấy thì mình sẽ xác định nó như thế nào. Thì đối với những cái mà mảnh nhựa cũng như là mảnh polystyrene đây là các cái loại hộp xốp mà chúng ta thường sử dụng khi mà mua đồ ăn đó, và nó có kích thước nhỏ hơn 2.5cm hoặc là từ 2.5cm cho đến kích thước lớn hơn, và nó rã ra từ một cái vật rất là lớn, và mình sẽ không có xác định được cái hình dạng của nó là cái gì hết, thì mình sẽ xếp nó vào nhóm nhựa và polystyrene. Và đối với những cái vật phẩm mà chúng ta có thể nhận diện nó là từ xuất phát từ cái sản phẩm nào, thì mình sẽ xếp cái mảnh rác ấy vào trong cái danh mục rác tương ứng đấy. Thì đối với nghiên cứu ở Cần Giờ đó, thì nhóm nghiên cứu thực tiến hành lựa chọn 6 địa điểm trải dài từ huyện từ thị trấn Cần Thạnh cho đến thị xã Long Hòa, và 6 cái địa điểm này nó sẽ nằm trong các cái khu vực vui chơi giải trí cũng như các khu vực nuôi trồng hải sản. Và huyện của Cần Giờ được lựa chọn vì tại đây là
huyện ngoại thành duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với biển và có điều kiện đi lại rất là thuận tiện so với các cái địa phương khác. Thì sáu cái địa điểm ở đây chúng ta thấy là nó có ba cái điểm là hai điểm là để vui chơi giải trí và các cái điểm còn lại là nó phục vụ cho cái nuôi trồng thủy hải sản. Thì ở cái vùng dọc theo ở biển ở Cần Giờ đó, nuôi trồng thủy hải sản chủ yếu ở đây là các cái con ngao, hến. Thì kết quả ghi nhận được đó, là chúng ta ghi nhận được có khoảng 7 loại rác thải ghi nhận được trên bờ biển, và trong đó là rác thải nhựa là chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Và đặc biệt đó là chúng tôi cũng ghi nhận được một cái xu hướng, đó là vào mùa mưa cái lượng rác biển ghi nhận được nhiều hơn hẳn so với mùa khô. Thì cái điều này rất là dễ hiểu, tại vì mùa mưa đó thì do vị trí của Cần Giờ là nó nằm ở hai bên cái cửa sông, cho nên khi mà mùa mưa đến thì nó sẽ mang rất là nhiều rác từ trong lục địa đi ra. Và đồng thời đó là cái tình trạng ngập lụt của thành phố Hồ Chí Minh nó cũng có phần mang thêm rất là nhiều rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Thì ngoài ra ở đây chúng tôi cũng ghi nhận được một số cái loại rác khác, ví dụ SUV đó là single use plastic, tức là nhựa một lần. FR đó là các cái loại về quên nuôi cụ, tức là cái dụng cụ để nuôi trồng thủy hải sản đánh bắt cá. Còn FPP đó là cái về cái nhóm nhựa và polystyrene. Thì chúng ta cũng thấy là nhựa sử dụng một lần ở đây là chiếm tỷ lệ cũng khá là lớn đối với các cái sản phẩm còn lại. Và ở tại các cái vị trí mà nuôi trồng thủy hải sản đó, thì cũng như là có các vị trí mà vui chơi giải trí như cái vị trí PT3 đó, thì cái nhựa sử dụng một lần chiếm tỷ lệ rất lớn, chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với các cái nơi khác. Và các cái vị trí mà nuôi trồng thủy hải sản như vị trí 5-6 thì chúng ta thấy đó là cái nhựa sử dụng một lần cũng sử dụng nhiều, tại vì người dân nuôi trồng thủy hải sản đây họ rất là tiện lợi đối với cái mặt hàng này. Đó thì đây là cái 10 cái loại người loại rác phổ biến nhất xuất hiện ở Cần Giờ. Thì chúng ta thấy đó là cái lưới đánh bắt cá đó, cái dây mà lưới nó bị phân rã thành các cái mảnh nhỏ là chiếm tỷ lệ rất là nhiều. Vậy là chứng tỏ là ở đây họ thải rõ ra cái loại lưới đánh bắt cá rất là nhiều. Và đồng thời chúng ta cũng thấy đó là trong số 10 loại rác nhựa phổ biến nhất, 10 loại rác phổ biến nhất thì có hết 7 loại đó là nhựa sử dụng một lần. Thì khi mà so sánh với lại các nơi khác trên thế giới thì chúng ta thấy là nhìn chung là ở Cần Giờ cái mật độ rác nó cũng không phải là cao, và nó tương đồng với ở các cái quần đảo khác như là quần đảo Vanuatu hoặc là quần đảo French Polynesia. Tuy nhiên so với các địa điểm mà gọi là nổi tiếng về ô nhiễm rác thải nhựa, ví dụ như là ở Indonesia, thì chúng ta thấy là Indonesia chiếm tỷ lệ rất là lớn. Ngoài ra ở đây chúng ta cũng thấy là một cái đảo khác là Henderson Island đó chiếm tỷ lệ cực kỳ cao. Chúng ta còn chú ý đây là quần đảo Henderson này là nơi không có người ở. Và cái lý do tại sao mà rác ở đây nó lại nhiều như vậy là tại vì nó nằm trong cái vùng hải lưu, và khi cái vùng hải lưu đó nó di chuyển nó sẽ mang rác từ các nơi khác đến. Như vậy vấn đề về rác thải nhựa cũng như rác thải biển nó không phải là chỉ là vấn đề của mỗi chúng ta mà là vấn đề toàn cầu, cho nên đó, chúng ta cần phải chung tay với nhau để mà xử lý và giải quyết vấn đề này. Thì chúng tôi cũng so sánh cái 10 loại rác phổ biến ở Cần Giờ cũng như ở các cái nơi khác, thì chúng tôi cũng thấy một cái xu hướng chung, đó là hầu như 10 cái loại rác này ở các nơi nó đều xuất phát từ trên đất liền là chính. Còn ở ngoài biển, ví dụ như tàu đánh bắt cá hay kia hay là cái tàu hàng hải đó, nó hầu như chiếm tỷ lệ rất là ít. Và đây là một số các loại rác phổ biến ở trên Cần Giờ này. Rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của anh Thiết. Và hy vọng các bạn tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay đã hiểu hơn về thực trạng chung rằng rác thải ở bãi biển sẽ có nhiều ảnh hưởng không chỉ là đến với con người mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái, và điều này sẽ tác động trực tiếp tới nền kinh tế tuần hoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang đến phần thảo luận. Xin kính mời về phía các bạn học sinh sinh viên sẽ có một số câu hỏi dành cho anh Thiết. Em có một câu hỏi muốn đặt cho thầy là chị trường hợp nghiên cứu Cần Giờ là một trường hợp khá là thú vị và là hình mẫu để cho tất cả các tỉnh miền Trung
có thể áp dụng theo. Nhưng mà theo như em biết thì có một vấn đề là đa số rác thải nhựa ở Cần Giờ là không phải là ở Cần Giờ, là hẳn có ở Cần Giờ nhưng mà bị rác thải từ những nguồn khác đến á. Thì thầy có thể cho em biết là mình sẽ có những hành động và giải pháp nào để mình giải quyết cái vấn đề và kiểm soát cái nguồn rác thải được không ạ? Dạ, em cảm ơn. Thì đúng như bạn có hỏi đó là rác thải Cần Giờ nó không phải là chỉ ở một nguồn từ trong thành phố, từ Cần Giờ nó là từ các nguồn từ các cái địa phương khác. Đấy cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải rất là thật ra hiện tại rất là khó giải quyết, tại vì đối với những cái nguồn từ các cái địa phương khác đó, là phải có sự kết hợp phối hợp với các địa phương khác. Thí dụ như ở đối với ở Cần Giờ đó, nếu như Cần Giờ giảm cái lượng nhựa phát sinh ra nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh trong nội ô mà vẫn tiếp tục xả thải ra thì nó vẫn sẽ theo cái luồng sông nước đi ra ngoài thì nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì nhiều. Chính vì vậy cho nên vấn đề này là phải phối hợp giữa các cái địa phương với nhau cũng như là chung tay giải quyết của tất cả các bên liên quan để mà cùng nhau giải quyết như vậy. Trong cái bài trình bày chúng ta cũng thấy đó là ở cái quần đảo hầu như không có người ở gì hết mà nó vẫn có rất là nhiều rác biển, thì đó là vấn đề mà chúng ta cũng phải xem xét, tại vì nó liên quan đến tất cả các bên và nó liên quan đến các quốc gia khác nữa. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh. Các bạn dành cho anh Kiếp một tấm hình tay. Chúng ta còn có câu hỏi này dành cho anh Kiếp về bài phần trình bày rác thải ở bãi biển không ạ? Vâng, cảm ơn anh Kiếp và phần trình bày và thảo luận của các bạn sinh viên rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Plastic Action sẽ không thể nào đến thăm thành phố Huế nếu mà không có sự hợp tác đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISET. Và hội thảo của chúng ta sáng hôm nay vô cùng vinh dự chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn. Và để tiếp nối phần thảo luận vừa rồi của anh Kiếp, tôi xin thay mặt cho toàn bộ sinh viên ở buổi hội thảo ngày hôm nay xin gửi thầy một câu hỏi như sau. Thưa thầy, kinh tế tuần hoàn là một xu thế tất yếu hiện nay và nó đang được phát triển trên cơ sở là các nguồn tài nguyên đầu vào cho nền kinh tế đang bị suy giảm nghiêm trọng, cũng như là có những cái tác động không mong muốn đến môi trường sống. Do đó thì nguồn nhân lực để tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn rất là quan trọng. Và hiện nay đối với khoa quốc tế Đại học Huế thì đang tuyển sinh ngành học là kinh tế tài nguyên thiên nhiên, và trong đó có rất là nhiều học phần liên quan đến vấn đề là xử lý rác thải ô nhiễm. Thì theo thầy, đối với sinh viên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên sẽ có những cơ hội gì trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn hiện nay ạ? Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Alo, cảm ơn thầy. Câu hỏi của đại diện luôn đó. Thì thực sự đây câu hỏi của đại diện cũng rất là hay, nhưng mà trước tiên là cũng chúc mừng là khoa quốc tế mở một cái ngành nào kinh tế tuần hoàn môi trường thiên nhiên. Tôi nghĩ là cái việc mà mở được một ngành này là một cái sự nỗ lực rất là đáng kể của khoa, và nhưng đây cũng là một cái sự ủng hộ nghĩ về mặt chủ trương của nhà trường, thấy được cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta cái vấn đề về tài nguyên thiên nhiên như thế nào. Tất nhiên đây cũng không phải là một cái bài toán nó mới. Thực ra về quản lý về tài nguyên thiên nhiên thì cũng đã được triển khai rất nhiều trong nhiều năm qua. Tôi nghĩ nếu mà nói về quản lý tài nguyên thiên nhiên này, ở Việt Nam chúng ta khoảng 20-30 năm nay cũng đã đưa lên rất là nhiều rồi, từ cái luật bảo vệ môi trường từ năm 92 rồi này kia là cũng đã bắt đầu có. Nhưng mà chúng ta biết rằng là tại vì là chúng ta thấy cái chữ kinh tế lên phía trước á, thì chúng ta ai có thể là xin lỗi là chúng ta ở đây ai cũng nghe cái gọi là cái gì cái dòng gọi cái đường cong Kushner không? Tức là một nhà kinh tế cũng rất là nổi tiếng. Tức là người ta chúng ta thấy rằng là cái đường cong đó là nó đi giống như cái hình này giống như hình nón, hơi nón, nó đi lên thì cái trục đúng này á là có thể là kinh tế, cái trục bên này là vấn đề môi trường. Thì lúc mà chúng ta thấy nó đi lên này thì hầu gọi là môi trường nhưng mà gọi là suy thoái á, không suy thoái là đi trục đứng, tôi xin lỗi, trục đứng là suy thoái về môi trường, còn cái chiều đi ngang này là vấn đề về kinh tế. Thì khi nó cũng là xu hướng trên thế giới, tức là
khi chúng ta thấy rằng vừa quá trình mà phát triển kinh tế thì nó hay đi đôi với cái quá trình gọi là bị suy thoái về môi trường. Đang suy thoái về môi trường đây là ô nhiễm môi trường rồi suy giảm các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên thì nó đã đi, nên là việc mà chúng tức là cái nó cũng là một cái xu thế mà thực sự là cũng không phải là dễ gì mà tránh khỏi. Chúng ta thấy rất nhiều các quốc gia trên thế giới, ví dụ như từ các quốc gia phát triển ở châu Âu như là Đức vân vân, thì cô lên học ở Đức liên tục, ngày Đức tuần thì học ở Đức, đã từng thấy là trong quá khứ là đặc biệt là từ thế chiến thứ hai 45 này kia thì các quốc gia họ cũng đã có một cái phát triển công nghiệp rất là lớn và họ bị suy thoái môi trường rất là nghiêm trọng. Và nhưng bây giờ thì sau khi đó thì họ lại quay lại và họ thấy rằng chúng ta phải giảm thiểu những môi trường, bắt đầu từ bước một, bắt đầu cái những con sông, những cái con đập vân vân thì từ từ nó sẽ phục hồi, nó sạch sẽ. Thì cái việc mà ở đây tôi muốn nói việc mà phát triển kinh tế nó cũng đã từng có những cái sự ảnh hưởng đến môi trường như vậy. Và Việt Nam chúng ta cũng đã thấy, chúng ta cũng đã làm vấn đề đó, nhưng mà chúng ta vẫn không né được, chúng ta vẫn phải chấp nhận, chúng ta vẫn phải chịu những vấn đề về ô nhiễm môi trường, và thậm chí hiện nay chúng ta thấy nó còn nghiêm trọng hơn nữa. Vì sao? Vì ngày xưa nó cũng đã nghiêm trọng rồi, nhưng mà lúc đó dân số rồi cũng còn, mà tất nhiên là cái nhu cầu về xã hội chúng ta vẫn ở mức độ vừa phải, nhưng mà chúng ta nhờ cái nhu cầu về tiêu thụ, nhu cầu về sử dụng nó càng ngày càng tăng, thì mặc dù chúng ta cũng nhận thức được vấn đề đó, nhưng mà cái nhu cầu nó gia tăng nên là cái vấn đề ô nhiễm môi trường thậm chí hiện nay nó còn gia tăng nữa, mặc dù là chúng ta biết rằng là luật pháp cũng đã có những cái cải thiện rất là nhiều. Thì cái việc đó chúng ta thấy rằng là cái sự mà gây ô nhiễm môi trường rồi vấn đề về suy thoái môi trường nó vẫn đã và đang diễn ra rất là khó khăn. Nên là mặc dù là 23 tôi nói là cái câu chuyện 20-30 trước chúng ta đã có rồi, nhưng mà sau hiện nay chúng ta vẫn phải đặt ra cái bài toán đó về vì sao Đại học Huế cũng lại tiếp tục mở cái ngành này. Thì tôi nghĩ rằng thực sự ra là chúng ta vẫn thấy rằng nó sẽ có nhiều, vẫn là những vấn đề môi trường, nhưng những cái thách thức mới trong cái điều kiện này nó càng ngày càng có, nhưng mà nó cũng sẽ có rất nhiều những cái cơ hội khác. Thứ nhất là gì, về mặt cuộc sống vân vân thì chúng ta cũng đã có những cái cải thiện rất nhiều, vấn đề về quan tâm về môi trường rất là nhiều. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là các cái người dân ha, các bạn hồi xưa cái nhiều khi còn chưa hiểu nhiều lắm, nhưng bây giờ các bạn đã nhận thức hơn rất nhiều là về vấn đề này. Thì cái đặc biệt là chúng ta đưa ra một cái ngành mới chúng ta học lại thì không phải là chúng ta học những cái đã có trước, mà chúng ta vẫn còn có những cái mới để chúng ta làm. Tại vì cái điều kiện hoàn cảnh đó thúc đẩy chúng ta phải có những cái giải pháp mới, những cái sáng tạo mới để giải quyết vấn đề này. Và đồng thời là cái quá trình đó thì các cái chính sách của quốc gia, chính sách của quốc tế, họ đã càng ngày họ nhận thức vấn đề này và họ đưa ra những cái chương trình này để làm. Nên là chúng ta tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta có một cái ngành mới như vậy để mở ra để học thì hoàn toàn có thể là rất là phù hợp. Còn cái bài toán cái câu hỏi thì chúng ta đi về là sinh viên, đúng không ạ? Sinh viên chúng ta sẽ có những cơ hội về vấn đề này. Thì thật sự ra thì tôi cũng chưa có điều kiện để coi kỹ về cái curriculum, cái chương trình của môn học này, của cái ngành học này. Thì tôi cũng nghĩ rằng là, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở đây là những cái mới thì chắc chắn là Minh Khoa cũng sẽ có những cái thiết kế rất là sáng tạo về mới mẻ về cái chương trình này. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta nói đến quản lý tài nguyên, kinh tế tài nguyên thiên nhiên thì nó không phải chỉ là những cái điều mà chúng ta cây xanh rồi rừng rồi này cái nước nữa. Nó là một cái bài toán mà tôi nghĩ nó rất là thực tế, nó sẽ có những cái câu hỏi, những trả lời, những cái cách tiếp cận, những cái cách tiếp cận ví dụ như là phải liên ngành. Chúng ta không nhìn ngay kinh tế tài nguyên thiên nhiên này, lúc đó chúng ta sẽ phải có những kiến thức một phần về trước thì mọi người vẫn hay nói về công nghệ, về xử lý môi trường. Vâng, nhưng mà thực sự ra thì nếu đặt bài toán như vậy thì nó vẫn chưa đủ. Hoặc là nếu chúng ta nói về kinh tế thì chúng ta cũng sẽ học thêm được những cái cách tiếp cận về các cái bài môn về kinh tế, vi mô, vĩ mô, rồi các cái marketing, rồi vân vân. Nhưng đồng thời để giải quyết đó thì chúng ta lại phải học thêm những cái khía cạnh liên quan tới các cái vấn đề về chính sách, về xã hội. Thì thực sự ra là những cái đây là một cái bài toán nó vẫn là rất là khó khăn, rất là phức tạp. Thì chúng ta cũng phải có những kiến thức liên ngành như vậy để có thể giúp chúng ta giải quyết được bài toán đó. Nhưng mà đồng thời là các bạn sẽ nghĩ rằng là chúng ta học với ngành nào thì nó cũng không phải giới hạn cho cái việc mà trong tương lai, nó không giới hạn trong việc là chúng ta chỉ đi làm. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy rất nhiều những người hay làm về tình nguyện viên, bảo vệ môi trường, hoặc là trong cơ quan nhà nước làm bảo vệ môi trường. Không phải, hiện nay cái vấn đề về kinh tế bảo vệ môi trường hoặc là vấn đề về môi trường nói chung nó đã đi
gần như là toàn bộ trong tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực. Rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay đều phải bắt đầu từng bước phải đi và phải có cái vấn đề về bảo vệ môi trường. À, ví dụ như là chúng tôi làm bên các chuyên gia quốc tế thì các bạn có nghe về ESG không? ESG tức là gì? Environment đúng không? Rồi ES là gì? Sustainability, còn G là gì? Là governance, là về quản trị. Thì các cái doanh nghiệp vân vân thì họ đã lồng ghép những cái khía cạnh đó vào trong cái tổ chức của họ, và những cái kiến thức này nó sẽ giúp cho mình hơn nhất rất nhiều. Và hầu như những công ty lớn vân vân thì đều họ đều phải làm vấn đề đó. Việt Nam chúng ta thì không chưa tới ESG, mà Việt Nam chúng ta là bây giờ bắt đầu có gì trách nhiệm của nhà sản xuất, trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng, thì cái này đã đi vào trong luật bảo vệ môi trường từ năm 2020 và có hiệu lực từ trong năm 2022 này. Thì bắt đầu các doanh nghiệp bắt đầu phải có cái trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Ví dụ những doanh nghiệp làm về bao bì, về nhựa sẽ phải có trách nhiệm làm sao phải thu hồi lại những cái bao bì đó, những cái rác thải đó. Và để làm như vậy thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những, họ có những cái giải pháp rất là đơn giản thôi. Ví dụ cái quy luật thì họ cũng có, ví dụ là chúng ta có thể trả tiền, chúng ta làm được chúng ta đóng tiền, chúng ta sẽ đóng như một cái quỹ gọi là quỹ gì tái chế gì đó, để sau này chúng ta làm ở đây thì tôi cứ đóng tiền đó thôi. Thì đó là một cái nếu mà doanh nghiệp có tiền. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là nếu chúng ta làm một cái doanh nghiệp vận hành thì những cái chi phí chúng ta càng bỏ ra thì cái giá thành sản phẩm của chúng ta cũng sẽ phải tăng lên, và giá thành tăng lên thì lúc đó cái sự cạnh tranh của chúng ta với những doanh nghiệp khác sẽ có để như không phải doanh nghiệp nào cũng có tiền, doanh nghiệp của ta hoặc là ta cũng không có tiền, thì chúng ta phải có những cách nào đó để chúng ta thu hồi lại các cái bao bì nhựa hoặc là chúng ta phải dùng những cái giải pháp thay thế. Thì cái bài của thầy Tuấn, bài Vĩnh Khí chúng ta cũng thấy rằng là những cái vấn đề về thay thế nó cũng đã có rồi. Thì lúc trong cái quá trình đó nó cũng phải đòi hỏi các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa chúng ta, hoặc là thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ, hiện nay họ gần như là không có, hoặc là rất ít những doanh nghiệp có những người có thể giúp họ làm được vấn đề đó. Thì chúng tôi cũng hy vọng là cá nhân tôi thôi, theo những cái gì thì cũng hy vọng khi các bạn học được những cái kiến thức đó, rồi tất nhiên trong thông qua những cái quá trình thực tế thì các bạn sẽ cùng đóng góp vào trong cái hành trình này. Và thực sự đây là một hành trình nó rất là khó khăn chứ không phải đơn giản gì, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ về cái thế hệ chúng ta, nghĩ về thế hệ tương lai, tất nhiên nó vẫn phải, chúng ta vẫn cũng phải lo cho cuộc sống của chúng ta nữa, nhưng mà nếu chúng ta cùng đóng góp đó thì mới có thể giải quyết được. Và nó cũng sẽ rất, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ những cái rất là đơn giản thôi, khi bạn trong nhà môi trường của trường đại học này, hoặc là khi chúng ta đi vào một cái môi trường doanh nghiệp nào đó thì chúng ta cũng đã bắt đầu có thể làm được. Và tất nhiên nó thì cũng không phải là chúng ta cũng không phải nó là không phải chúng ta cũng cứ làm được môi trường là chúng ta học cái đó là chúng ta làm môi trường không đâu. Chúng ta làm bất cứ cái việc gì chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể áp dụng những cái kiến thức đó được. Thì tôi thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ biết đây là chắc là các bạn cũng chưa chắc không ai qua học cái này chưa đúng không? Thì có thể là sau này nếu được xin đi học nhiều thính thêm cũng nữa là hai đi học chui lắm. Thì cũng để biết thêm một số cái kiến thức đó. Còn nãy có hỏi về kiến thức tuần hoàn chưa đúng không? Có nghĩa là những cái cơ hội của các bạn sinh viên ấy thì sẽ đóng vai trò như thế nào và có những cơ hội gì với kiến thức tuần hoàn đó? Tức là trên cơ hội thì nãy tôi nói rồi, chúng ta có thể làm được tất cả cái ngành nghề gì, mới cái quan trọng là các bạn phải tôi cũng hy vọng rất lớn là trong cái chương trình này như tôi có đề cập, nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái kiến thức liên ngành khá nhiều để các bạn biết rằng cái việc chúng ta làm nó sẽ kết nối với các việc khác nó như thế nào và nó sẽ đóng góp được. Và tôi khẳng định các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể đóng góp từ bất cứ một cái vị trí nào, không phải chúng ta chỉ là những người hoạt động về môi trường hay là những người làm công tác bảo vệ môi trường như những người chúng ta hay thấy. Chúng ta có thể làm cái công tác bảo vệ môi trường đó rất là nhiều. Quay lại cái kinh tế tuần hoàn thì thực sự ra thì tại tôi cũng chưa có cơ hội để trình bày với các bạn về kinh tế tuần hoàn nó là cái gì, nó là như thế nào. Nhưng mà chắc là ví dụ như chúng ta hay nghe nói về kinh tế tuần hoàn thì các bạn mọi người có thể hay nhìn với cái góc độ là BR hoặc là vườn áo chuồng. BR là gì các bạn biết không? Các bạn biết BR không? Bạn là reduce, reuse và recycle. Bạn rất là giỏi, rất là đúng. Thì cái 3R đó là một cái mà chúng ta cũng hay nghĩ về cái kinh tế về môi trường nói chung, mà hoặc là thậm chí nói về kinh tế tuần hoàn. Nhưng mà hiện nay thì cái kinh tế tuần hoàn nó rộng lắm. Hiện nay thì nó có thể lên tới là, xin lỗi nha, tôi không có quà.
ER là rất nhiều những cái ER. Xin bày tới nghe. Cảm ơn. Cảm ơn tới gì? Thì nó rất là rộng. Nó lên tới 9 ER mà cái R mà ví dụ như các bạn nghe những từ đầu tiên là gì đó? Refuse. Chúng ta từ chối, chúng ta không dùng những cái vấn đề đó luôn. À, những cái mà có thể gây ô nhiễm mà chúng ta sẽ trong ban đầu là chúng ta phải đưa ra cái tư tưởng đó để ta không dùng. À, ví dụ này, một cái câu hỏi này các bạn rất hay đặt về vấn đề về khách du lịch. Thực sự ra khách du lịch thì mình đang nhìn ở góc độ là gì? Ví dụ như là mình phải làm sao để quản lý du lịch, nhưng mà thực sự ra là mình còn có cái trách nhiệm là giáo dục những người đi du lịch nữa. Tại chúng ta ví dụ như chúng ta đẩy những cái slogan là Huế sẽ phải đưa ra những cái giải pháp về ngăn về nhựa, thì thực sự khi người ta tới đó, người ta đã ấn tượng về cái vấn đề về nhựa, và trước khi ta cũng không phải vấn đề về chỉ là cái sự tiện lợi không. À, vì sao ví dụ như ta cũng thấy là ví dụ như Singapore họ đưa ra những cái quy tắc rất là khắt khe về môi trường từ cách đây mấy chục năm rồi, mà vì sao họ vẫn thu hút được rất nhiều khách du lịch chứ đâu phải là khó khăn là khách du lịch trong mấy đâu. Người ta tới được cái nơi mà người ta thấy là tôi là một cái người rất là tự hào, tôi là tới được cái nơi mà tôi rất tuân thủ được vấn đề về môi trường, nó là tăng thêm cái sự giáo dục của người ta, tăng thêm những cái lòng là tự hào của người ta khi chúng ta làm những vấn đề về bảo vệ môi trường. Thật sự ra các bạn cứ thử đi, ví dụ như đi đâu tôi cũng mang một cái chai nước mình đi. Thật sự ra lúc đầu mình thấy nó cũng kiểu là đổi khác hết, nhưng mà rất nhiều lúc mình cứ càng ngày mình dùng chai nước mình cứ cũng cảm thấy rất là tự hào là tôi đã không dùng chai nhựa rất là lâu rồi. Tự nhiên khi nào là bí lắm tôi mới thử, xét lắm tôi mới uống, nhưng mà lúc nào mang theo là kiếm cái chỗ nào để refill ra. Refill đó là một cái rồi nữa, chúng ta refill ra, chúng ta đổ nước vô chứ chúng ta không cần phải hay là thì quay lại cái chỗ thêm một chút xíu về cái chỗ kinh tế tuần hoàn thì nó rất là rộng. Chúng ta nhìn nó ở góc độ là từ khâu mà chúng ta giảm thiểu các cái nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho đến quá trình chúng ta sản xuất, cho đến quá trình chúng ta tiêu thụ, chúng ta hay nhìn ở góc độ tiêu thụ là chính thôi. Còn trong quá trình từ sản xuất đến tiêu từ nguồn nguyên liệu đầu đến quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ, rồi đến quá trình chúng ta hay nhìn ở tiêu dùng, và chủ yếu là vấn đề về thải bỏ. Nhưng mà toàn bộ những khâu đó thì nó đều có những cái bước, những cái cách thức cũng có điều kiện để đi rất là chi tiết đó, nhưng mà để giúp chúng ta có thể giải quyết được một cái bài toán này. Nhưng một cái quan trọng của kinh tế tuần hoàn mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là chúng ta làm một cái việc nó gọi là đa mục tiêu. Chúng ta giải quyết một cái bài toán đó bằng nhiều khai thác. Ví dụ chúng ta giải quyết bài toán về nhựa, tôi chỉ nói một cái ví dụ về nhựa thôi, chứ chúng ta đấu tranh về nhựa. Thì khi chúng ta làm cái bài toán về nhựa, ví dụ cho rác thải nhựa ở biển, thì chúng ta không chỉ là đi gom những cái nhựa đó lại, mà chúng ta sẽ phải giải quyết những cái bài toán này. Khi chúng ta làm cái nhựa đó thì chúng ta sẽ giúp được cái gì nữa? Chúng ta sẽ giúp được ví dụ như là tăng những cái gọi là đa dạng sinh học, phục hồi đa dạng sinh học tại khu vực đó, những cái giá trị tự nhiên của nó là cái gì. Thậm chí chúng ta sẽ khi thu gom được cái nhựa đó thì chúng ta lại có thể là tạo thêm được những cái công ăn việc làm cho những người đi thu nhựa đó. Thế nên tất nhiên đây nó là cái gì? Cái một là bài toán kinh tế, nó cũng phải có một cái business model, một cái mô hình kinh doanh nữa, chứ không phải chỉ là tức là mô hình kinh, nhưng mà mô hình kinh doanh đây nó cũng không phải chỉ giới hạn là tạo ra tiền, nhưng nó là cost benefit về tiền không. Chúng ta có những giá trị nó không được tính toán bằng tiền, và nó có những giá trị nó về branding, về giá trị khác, về nhận thức, về xã hội khác, nó cũng rất là quan trọng. Và trong tất nhiên tôi cũng hy vọng chúng ta có một cái môn đó là kinh tế môi trường, chúng ta sẽ là quantify, chúng ta xác định được rằng những cái giá trị nó đem lại là gì. Có những cái là đo bằng tiền được, nhưng mà những cái không bằng tiền, nhưng mà nó vẫn có tác dụng. Và trách nhiệm đó sẽ không phải chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp với và người sử dụng không, mà những cái giá trị đó khi mà nó mang lại thì rất nhiều người cũng có thể được hưởng thụ những cái giá trị đó. Và lúc đó chúng ta sẽ có gì, chính quyền từ trung ương địa phương, chúng ta sẽ có những cái cộng đồng tổ chức quốc tế, ví dụ như là đây chúng ta có USAID, đọc sử sự, người ta thấy những cái việc đó là không phải chỉ có tác động cho trực tiếp của doanh nghiệp, nhưng mà những cái tác động lan tỏa đó thì những bên khác sẽ cùng hỗ trợ bạn. Tức là khi chúng ta làm được nhiều việc cùng một lúc, tạo ra được nhiều cái giá trị, thì chúng ta sẽ huy động được thêm nhiều nguồn lực để chúng ta cùng làm. Nên quay lại là ví dụ chúng cái bài toán nó không phải chỉ những người làm về môi trường, những người hoạt động về môi trường mới làm, mà nó sẽ có những giá trị khác, và lúc đó những người khác sẽ cùng làm được, thì chúng ta sẽ cùng chung tay với nhau. Quay lại cái câu chuyện cái ý này của anh Chiến nói, cùng chung tay với nhau, nhưng mà cùng chung tay với nhau với điều kiện chúng ta phải làm sao cho người ta thấy được những cái giá trị mà chúng ta tạo được sẽ cùng nhau tạo ra được giá trị, và ai cũng sẽ thấy chúng ta có được cái sự đóng góp đó, và cùng tạo ra cái giá trị đó thì họ sẽ cùng tham gia với chúng ta. Thì đó cũng là đòi hỏi chúng ta sẽ có những cái giải pháp, những cái sự sáng tạo
rất là nhiều trong đó. Thì tôi cũng rất là hy vọng là các bạn sinh viên chúng ta, các chị, tôi cũng tham gia, chúng ta sẽ cùng nhau là trao đổi cùng nhau tìm ra những giải pháp, và nó cũng sẽ rất là đa dạng hơn từ những việc nhỏ cho tới những việc lớn. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của thầy Quân rất là nhiều. Như vậy là chúng ta có thể thấy được là đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, thì lúc mà các bạn tốt nghiệp ra trường ấy, thì là doanh nghiệp là cái nơi mà các bạn tập trung vào nhiều nhất. Nhưng mà các bạn biết không, đối với doanh nghiệp hiện nay ấy, thì câu chuyện làm kinh tế nó chỉ là một phần thôi. Và các doanh nghiệp đang cố gắng cân bằng và tạo ra những giá trị đối với môi trường. Do đó là ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một cái ngành đóng vai trò rất là quan trọng đối không chỉ đối với là môi trường mà còn đối với là kinh tế tuần hoàn nữa. Và cảm ơn thầy một lần nữa, cảm ơn thầy rất là nhiều vì những chia sẻ rất là tận tâm của thầy. Và hy vọng là sự hợp tác của khoa quốc tế Đại học Huế cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn và cùng với sự ra đời của Plastic Action ngày hôm nay sẽ là một cái tiền đề để giúp cho sinh viên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên tại HUS có được nhiều cơ hội để tham gia các dự án cộng đồng, các công trình nghiên cứu và đặc biệt là các cơ hội thực tập giàu giá trị và nhân văn. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến, trước khi chúng ta đến với phần trình bày tiếp theo thì chúng ta sẽ có một vài giờ nghỉ giải lao ít phút. Chúng tôi đã chuẩn bị một ít bánh trà ở phía ngoài hội trường dành cho quý vị đại biểu và các bạn sinh viên. Và chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giải lao tầm trong 15 phút. Vâng, xin kính mời mọi người. Trong thời gian nghỉ giữa giờ đó thì chúng tôi cũng có một bảng câu hỏi khảo sát về ý thức giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường để phục vụ cho mục đích nghiên cứu ở buổi hội thảo thứ hai. Nếu mà các bạn có dành thời gian, các bạn có thời gian, các bạn ở lại ở hội trường thì các bạn có thể dành thời gian để có thể scan code ở phía trên màn hình để chúng ta có thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Thank you.
Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian đã
không cho phép. Rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, để khởi động dự án Plastic Action tại Huế, khoa quốc tế Đại học Huế đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo nhằm lan tỏa thông điệp dự án và tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn đam mê thiết kế đồ họa. Và những kết quả đã được công bố trên Facebook fanpage Plastic Action tại Huế. Xin được một lần nữa chúc mừng thí sinh tạo ra logo xuất sắc nhất của cuộc thi, bạn Đặng Văn Hoàng và sinh viên cao nhất của trường phòng đa phương tiện kiến khoa quốc tế Đại học Huế. Và các poster, banner, bài đăng Facebook và tất nhiên là màn hình chiếu bên cạnh của MC ngay hiện đây. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì logo mang phong cách bảo vệ thiên nhiên trong thời đại công nghiệp 4.0 được lấy ý tưởng từ ba hình ảnh: chiếc lá, xương lá và công trình đô thị. Màu sắc chủ đạo trong logo được lấy từ hai màu sắc thuần thiên nhiên là màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Mặc dù bạn Hoàng mới là sinh viên năm nhất của ngành truyền thông đa phương tiện thôi, nhưng mà bạn đã có một niềm đam mê với môn học thiết kế và bạn đã có những động lực để tìm tòi, học hỏi trên nhiều nền tảng và tạo ra một sản phẩm logo rất là ý nghĩa và chỉnh chu. Và ngay sau đây, xin mời bạn Đặng Văn Hoàng, sinh viên khoa quốc tế Đại học Huế tiến về phía sân khấu để nhận những phần quà cho sự nỗ lực và sáng tạo của mình. Mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thành Linh, khoa trưởng khoa quốc tế Đại học Huế trao thưởng cho bạn Văn Hoàng. Xin kính mời cô. Vâng, một lần nữa, các bạn dành cho các bạn Hoàng một tràng vòng tay. Thật sự nỗ lực và sáng tạo. Cảm ơn cô Linh và Hoàng. Xin mời cô và bạn quay lại chỗ ngồi để chúng ta có thể tiếp tục chương trình. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của cuộc hội thảo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần ký kết giữa ba đơn vị ngày hôm nay. Sau đây, chúng ta sẽ được chứng kiến sự bắt tay kết hợp giữa khoa quốc tế Đại học Huế với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ISAT và Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế về IDS để cùng nhau phát triển dự án Plastic Action tại Huế, lan rộng tinh thần sống xanh và góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương. Thank you.
Như vậy các văn bản thỏa thuận đã được ký kết. Xin quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay hãy chúc mừng sự hợp tác của các công ty và mong rằng lần hợp tác này sẽ là bước khởi đầu duy trì những dự án đột phá để cho sự phát triển và lan tỏa dự án Classic Action đến với người trẻ và học sinh, sinh viên của học quốc tế cũng như sinh viên trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giáo dục nâng cao dạng nhận thức, giảm thiểu rác thải nhựa đã tạm khép lại vào ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý cán bộ giảng viên và các sinh viên đã theo dõi, ủng hộ Classic Action và dành thời gian đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Giấy chứng nhận tham gia của các bạn sinh viên sẽ được ban tổ chức gửi về trường, đơn vị sau khi sự kiện kết thúc. Một lần nữa, chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở những sự kiện thú vị tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.